Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Formosa TV, vấn đề bãi nhiệm những dân cử gốc Việt ở thành phố Westminster đang trở nên một đề tài nóng ở địa phương. Ngày hôm nay trên chương trình Ghế Nóng của Formosa TV, chúng tôi có vị khách mời đó là luật sư Nguyễn Quốc Lân. Luật sư Nguyễn Quốc Lân hiện đang hành nghề tại quận Cam ở văn phòng luật Lân Quốc Nguyễn and Associates. Chương trình Ghế Nóng một lần nữa cũng được tham gia với hai bạn đồng nghiệp, đó là anh Nam Quang của Trust Media Network và anh Khải Đào, Vietjut Media. Xin chào luật sư Nguyễn Quốc Lân. Dạ vâng, xin chào anh Vũ Hoàng Lân và xin chào các bạn Nam Quang và anh Khải Đào, rất hân hạnh tham gia chương trình này. Dạ vâng, xin kính chào luật sư anh Nguyễn Quốc Lân và anh Khải Đào. Dạ. À, xin chào quý vị khán giả. Câu hỏi đầu tiên xin được đặt ra với luật sư Nguyễn Quốc Lân. Có thể thấy trong thời gian qua anh là người có nhiều bài viết phản biện đối với lại phía bãi nhiệm. Anh có thể cho biết vai trò cụ thể của anh đối với lại chiến dịch chống bãi nhiệm là gì thưa anh? Trên vai trò của tôi cũng rất là thường, trong 20 mấy 30 năm nay tôi vẫn làm, tức là nói lên cái tiếng nói những gì tôi nghĩ rằng đồng hương cộng đồng ở đây cần lên nói. Chỉ khi tôi thấy những cái vấn đề bãi nhiệm hay là vấn đề tranh chấp cãi cọ liên quan tới một số các vị dân cử gốc Việt trong thành phố Washington thì tôi lên tiếng những gì tôi thấy chuyện trái tay chướng tay gai mắt, những gì sai đúng. Tôi muốn đóng cái vai trò của tôi trong cái khả năng của tôi là nói lên cái tiếng nói những gì mà nó phản ánh cái suy nghĩ, cái quyền lợi, cái tiếng nói của cộng đồng, cũng như là một chuyện rất là bình thường với nhiều năm nay tôi vẫn làm. Tôi cũng nên nói thêm là thị trưởng tại Đức Chí hay là nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí cũng là người bạn rất thân với tôi trong suốt nhiều năm qua. Chúng tôi đã từng sinh hoạt trong cộng đồng rất nhiều năm, kể cả phó thị trưởng Kimberly Hồ cũng là một người mới tham dự chính trường trong vài năm nay, nhưng mà bác sĩ Kimberly Hồ đã tỏ ra một tinh thần rất là dấn thân trong cái tinh thần phục vụ cộng đồng. Thì vì là thấy những chuyện nó rất là chướng tai gai mắt cho nên tôi cần phải lên tiếng trong cái khả năng của tôi thôi. Thưa luật sư, có lẽ và hai bạn, có lẽ là cái vấn đề bãi nhiệm mọi người sẽ có rất nhiều câu hỏi tới, nhưng mà có một cái câu hỏi này tôi muốn đưa ra trước luôn cả những cái vấn đề bãi nhiệm, vì cái vấn đề này nó liên quan trực tiếp tới các cá nhân, các cơ quan truyền thông. Trong thời gian gần đây đó, đã có một cái nghị quyết của thành phố Westminster, nghị quyết lên án các thành phần thân cộng để thi hành mục tiêu của nghị quyết 36. Theo nhiều đồn đoán thì cho rằng là cái nghị quyết này nhắm vào một vài cá nhân, thậm chí nhắm vào một cá nhân sống ở thành phố Westminster. Tuy nhiên vì cái việc mà cái nghị quyết đó nó không ghi rõ cụ thể là ai, cho nên nhiều người thấy rằng là có một số cơ quan truyền thông, có một số cá nhân có thể trở thành cái đích ngắm của cái nghị quyết này. Xin đọc ra một cái đoạn ở đây, dường như là cũng đã được lấy ở trên trang Facebook của luật sư Nguyễn Quốc Lân. Trong bài viết anh có ghi rằng văn bản chính thức của nghị quyết có liệt kê rõ những đối tượng với những đặc điểm như: số 1, tiếp đón hay chứa chấp các viên chức cao cấp Cộng sản Việt Nam hay đại diện của họ tại tư gia; số 2, mang trên người hay chưng lá cờ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các chương trình TV hay mạng xã hội; thứ 3, đi Việt Nam và gặp các viên chức Cộng sản cao cấp theo lời mời của nhà cầm quyền Hà Nội; thứ 4, tham dự phỏng vấn trên các chương trình truyền thông do chính quyền kiểm soát để khen ngợi chính quyền Cộng sản hiện nay; thứ 5, được ban trao giải thưởng hay tuyên dương từ nhà cầm quyền Hà Nội để vinh danh các công trạng phục vụ cộng đồng của họ; thứ 6, là truyền tải những trang nhà và các hình thức mạng xã hội để chỉ trích và tấn công các vị lãnh đạo trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt và một số dân cử; và thứ 7, là loan truyền những tin tức sai lạc hay nửa sự thật trên lưới điện toán qua các mạng xã hội hay trên các chương trình TV về các lãnh đạo và sinh hoạt để gây rối loạn và bất an trong cộng đồng. Lượt qua các cái điểm này thì có thể thấy được là nó ngắm vào một cá nhân. Tuy nhiên cũng có cái điểm theo tôi ghi nhận rất là có thể bàn cãi, đó là cái điểm số 3, đi Việt Nam và gặp các viên chức Cộng sản cao cấp theo lời mời của nhà cầm quyền Hà Nội. Thì có thể nói trên thực tế, thưa luật sư, việc các phóng viên, các cơ quan truyền thông cử phóng viên đi Việt Nam trong thời gian gần đây nó không còn là quá hiếm hoi nữa. Tôi có thể đơn cử như là phía báo Người Việt đã có các anh như là anh Đỗ Dũng, anh Đỗ Tài Thắng, cô Cát Linh,
Little Sài Gòn TV thì có anh Đoàn Trọng, rồi SBTN thì có anh Vũ Nhân, hoặc thậm chí các đài BBC hoặc là VOA tiếng Việt cũng đã gửi các phóng viên, và chính cá nhân tôi cũng đã có dịp đi Việt Nam làm tường trình, làm tường thuật trên phố Bosa TV nhiều lần. Như vậy thì luật sư thấy trong trên trang của luật sư cũng có viết nhiều lần những cái phân tích liên quan tới cái nghị quyết này. Xin luật sư nói rõ cái quan điểm của luật sư về cái nghị quyết này, thưa luật sư. Vâng, quan điểm của tôi là cái nghị quyết này không có nhắm một ai, không chỉ điểm một ai, không nêu tên một ai. Cái nghị quyết này được đưa ra là vì cái đó là một cái quan điểm của hội đồng thành phố ở Westminster, thay mặt cho tất cả các cư dân, mà trong đó là hơn 45% là cư dân gốc Việt. Khi họ thấy một cái hiện tượng mà có thể gây nguy hại đến cái chuyện ổn định, an ninh cuộc sống, chính trị cũng như là an bình của người dân, thì họ phải có cái trách nhiệm và họ có cái quyền lên tiếng nói. Và họ, cái tiếng nói của qua nghị quyết này, họ chỉ cảnh báo một số cái hiện tượng, phải nhìn một cách tổng hợp chứ không có riêng biệt một hành động này liên lẽ nào để mà phán quyết về bất cứ với ai, bất cứ một cơ quan nào, tổ chức nào. Nhìn một cách tổng thể thì họ có cái trách nhiệm, họ có cái quyền phải lên tiếng nói hàng loạt những cái hành động. Những người tôi không có, tôi không có liệt kê ra chi tiết những này, mà tôi những người là hoen hoang, tôi là người Việt Nam phải tôn trọng Đảng Cộng sản Việt Nam, họ là lãnh đạo của người Việt Nam, tôi được hãnh diện mang mặc trên người cái áo cờ đỏ sao vàng, tôi là người tuyên xưng những người dân ở hải ngoại phải nhìn đến Đức Mẹ để giúp đỡ Đức Mẹ phát triển, hay là những người được có cái bằng ban khen của chính phủ Cộng sản Việt Nam nhưng mà cũng không có ý giấu giếm mà khoe khoang lên. Những cái người mà mời các viên chức Cộng sản Việt Nam về nhà nhậu nhạc tiệc tùng, nghĩa là nhìn một cách tổng thể những cái người đó. Cái trách nhiệm của cá nhân, nếu mà hỏi cá nhân của tôi, trách nhiệm của tôi là một người quan tâm đến cái sự an bình ở trong cộng đồng Việt Nam, tôi nói wow, những người này là rất là nguy hiểm, những người này là rõ ràng là họ có cái ý tưởng truyền bá những cái tư tưởng, những cái sự hội nhập của Cộng sản Việt Nam và trong cộng đồng. Bình thường những cái người này là đó là chuyện này xảy ra cũng nhiều năm rồi, không là vấn đề, thực ra nó không là vấn đề. Nhưng cái vấn đề khi mà có cái sự lộn xộn trong thành phố của tôi, những người này bước ra ngoài ánh sáng để mà hoạt động thao túng chuyện này, họ theo phe này, họ đã phá bên kia, họ làm như nào với cái vai trò là truyền thông độc lập, và họ làm như vậy họ gây cái sự chao đảo trong cộng đồng, họ gây cái sự đố kỵ đánh nhau trong cộng đồng. Và khi mà chuyện nó xảy ra thì cái nghị quyết này nó chỉ là phản ánh cái quan điểm của hội đồng thành phố nói chung qua cái thành viên của cơ quan chính quyền của thành phố. Họ cảnh báo cho các cư dân cũng như toàn người biết đây là những hiện tượng, chúng tôi lên loan báo cho cộng đồng hiểu và cộng đồng tùy cơ ứng biến, tùy cộng phải biết nhận diện những cái đó vậy thôi. Chứ không có, tôi xin lặp lại là cái nghị quyết nó không có nhắm vào một ai, không có kết tội một người nào đó chỉ vì làm một hay hai hành động nào đó, mà phải nhìn cái vấn đề tổng thể của vấn đề, phải biết rõ cái mục đích của nghị quyết này. Và đây là một cái nghị quyết của một cơ quan của hội đồng thành phố, nó cũng rất là bình thường. Họ có luôn luôn mỗi ngày buổi họp nào họ cũng có nghị quyết. Họ nghị quyết vinh danh cái lễ này của người kia, vinh danh cái thành phần cư dân này, giúp họ, hay là cái đoàn hướng đạo có hành động tốt, nghĩa là họ có cái hành động qua cái nghị quyết của họ chuyện rất là thường. Và cái nghị quyết đây là vấn đề quan trọng đối với thành phần đa số, phải nói là không phải là đa số nhưng mà hơn 45% cư dân gốc Việt, thì đây là cái chuyện chính đáng mà hội đồng thành phố Westminster cần phải lên tiếng trong cái hiện tượng như thế này. Nhưng theo luật sư thì cái nghị quyết đó nó có thể làm cho cái vấn đề mà làm việc của các cơ quan truyền thông, các cá nhân, các phóng viên sẽ bị ảnh hưởng, từ đó dẫn tới cái vấn đề ảnh hưởng tới cái vấn đề tự do ngôn luận, vốn là cái vấn đề mà
ở Hoa Kỳ chúng ta cần phải xiển dương, thưa luật sư? Thưa em, nó không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề hành nghề tác nghiệp gì đó của cái cơ quan truyền thông này, nó không ảnh hưởng đến cái quyền tự do ngôn luận. Các cơ quan truyền thông này họ vẫn được toàn quyền làm bất cứ cái chuyện gì mà họ nói, và họ muốn làm hơn nữa, họ làm nhiều hơn nữa, họ còn cấu kết với nhau để đả phá chống lại, nghĩa là không có cái gì ảnh hưởng đến cái quyền tự do ngôn luận của họ. Cái việc làm cái nghị quyết, nhìn cái bản nghị quyết đó chỉ là một cái lời lên tiếng cảnh báo của hội đồng thành phố để nói lên tiếng nói của các cử tri của mình, tiếng nói của các thành phần dân cư của mình, trong đó thành phần lớn là công dân Việt Nam. Đó là cái trách nhiệm, đó là cái nguyên tắc căn bản mà hội đồng thành phố cần phải làm. Và cái việc này nó rõ, họ không có cái, nó không có cái ảnh hưởng để mà tác dụng cái gì hết, ngăn cản hay là hỗ trợ hay là chống đối hay là giảm thiểu cái quyền tự do ngôn luận. Cái đó hoàn toàn sai, và cái đó là cái những lập luận nó không có đúng. Phải nhìn vào cái văn bản của cái nghị quyết này. Cái nghị quyết đó một cách cụ thể theo luật sư nó có tạo ấn tượng, nó có tạo cái dư luận, nó có khuyến khích người dân trong cộng đồng chống đối lại những nhà báo có cơ hội đi về Việt Nam tường thuật những cái tin tức ở Việt Nam hay không, thưa luật sư? Thưa, chống đối hay không tùy theo cái nhận xét và nhận định của mỗi người dân. Đây là cái trách nhiệm của hội đồng thành phố. Khi ví dụ như họ thấy một cái thiên tai lớn lên là hurricane ở Texas, họ hỗ trợ cho cái người dân ở Texas. Khi họ thấy một cái hành động của cư dân ở Westminster gây quỹ hỗ trợ cái nạn nhân bão lụt của Việt Nam, họ muốn hỗ trợ thì họ sẽ ra công bố hỗ trợ. Thì họ thấy một cái chuyện mà nó nghĩ rằng sẽ gây ra bất an, bất ổn định và gây chia rẽ trong cộng đồng, họ cần lên tiếng, đó là chuyện rất là bình thường. Còn người dân ai muốn làm gì thì đó là chuyện của họ, cái sự nhận xét của họ. Tôi chỉ thấy cái tác dụng của nghị quyết này để cảnh báo cho người biết một cách chính thức, một cách trên văn bản là chúng tôi biết những hành động đó, chúng tôi nhìn, chúng tôi cảnh báo cho một người biết như vậy, chỉ vậy thôi. Và cái nghị quyết nó ngưng ở chỗ đó, nó không có kêu gọi là ai phải làm cái gì với những người đó, không có ngăn cấm là những người đó phải làm cái gì hay không được làm cái gì, nó không hề không có cái tác dụng đó. Xin cảm ơn luật sư. Anh Nam Quang và anh Khải Đào có thể đặt các câu hỏi của anh, và chúng ta sẽ lần lượt đặt câu hỏi của mỗi phía. Dạ, mời Khải Đào nói. Khải xin phép lập lại một số những cái câu hỏi Khải đã hỏi hội đồng thành phố. Kính thưa quý vị, Khải hỏi là thành phố Westminster đã gửi thư khuyến cáo tới ông Hoàng Kiều chưa? Cái lý do Khải hỏi như vậy, kính thưa quý vị, là trong cái lần họp lần trước nữa, là giống như ông Ngô Kỵ, ông có đưa lên trên YouTube đó, thì chúng ta có nghe là luật sư của thành phố đã trả lời thị trưởng Chí Tà ngay trước khi mà cử tri Đồng Hương phát biểu đó, nói là trong lúc họp kín đó, thì hội đồng thành phố có một cái quyết định, thì đã yêu cầu ông làm gì, ông có thể nói cho mọi người biết. Thì luật sư thành phố nói là hội đồng thành phố yêu cầu tôi phải gửi một cái thư, đúng không ạ, nói với ông tỷ phú Hoàng Kiều là ông ta đã vu khống thị trường Chí Tà, thành ra ông ta phải xin lỗi, nếu không có thể chúng tôi sẽ kiện ông ta. Đó là lý do tại sao Khải hỏi. Khải xin lặp lại tiếp một số những câu hỏi, là Khải hỏi tỷ phú Hoàng Kiều đã trả lời từ chối hoặc đáp ứng những yêu cầu của hội đồng thành phố chưa. Bước kế tiếp, hội đồng thành phố Westminster sẽ có những quyết định gì? Thành phố Westminster sẽ kiện tỷ phú Hoàng Kiều ra tòa hay không? Và luật sư, tức là luật sư của thành phố đó, nghĩ vụ kiện này sẽ kéo dài bao lâu, sẽ tốn kém bao nhiêu? Ai sẽ đại diện cho thành phố để tranh tụng trước tòa khi mà kiện tỷ phú Hoàng Kiều? Thì Khải sẽ có một câu hỏi chính, mà luật sư có những suy nghĩ gì về những câu hỏi của Khải? Wow, nếu mà câu hỏi của anh Khải, tôi nghĩ là nên hỏi thành phố. Tôi không có biết gì về các luật sư hội đồng. Dạ vâng, nếu vậy thì cái câu hỏi chính của Khải là nếu mà luật sư, là cái ông luật sư ngồi trên cái hội đồng thành phố đó, luật sư của thành phố Westminster, thì khi mà hội đồng thành phố ra cái nghị quyết yêu cầu luật sư phải gửi thư cảnh cáo ông Hoàng Kiều, yêu cầu ông tỷ phú Hoàng Kiều phải xin lỗi, phải đáp ứng, nếu không luật sư sẽ kiện ông tỷ phú Hoàng Kiều, thì luật sư sẽ làm gì? Luật sư có tuân theo cái mệnh lệnh yêu cầu ông ta phải xin lỗi thị trường Chí Tà hay không? Nào,
nếu tôi là luật sư của thành phố, yeah, tôi được giao trách nhiệm đó, thì tôi về tôi phải cân nhắc thêm cái câu nói là cái gì, cái luật lệ làm sao, cái gì áp dụng, cái gì không áp dụng, so cái cơ may thắng, cơ may thành công, cơ may thành công, cái ảnh hưởng tổn phí như thế nào, nếu mà thuê luật sư như thế này, dùng luật sư kia thì tốn bao nhiêu, dùng luật sư này thì tốn như thế nào, và nó ảnh hưởng đến vấn đề an bình của thành phố, ảnh hưởng thì chia rẽ như bao nhiêu chuyện sẽ, tôi phải cân nhắc tất cả những yếu tố đó. Tôi nghĩ rằng nếu mà tôi được giao trách nhiệm này, tôi phải mất nhiều thời giờ để mà coi kỹ những yếu tố này, chứ không thể mà từ chỗ là một cái là bây giờ ra xử. Do tôi nghĩ là vai trò của luật sư của thành phố nó phải rất là thận trọng, cái vai trò là phải bảo vệ thành phố, phải cân nhắc thì muốn làm cái gì mà chắc chắn là thắng hay là lợi thì mới làm, mình làm gì mà không có lợi đừng nên làm. Thì họ phải, tôi nghĩ nếu mà tôi vai trò đó, tôi phải về nghiên cứu rất là kỹ, xong mà tôi quay trở lại tôi mới bàn lại với hội đồng thành phố, nó ok vấn đề là như thế này, là quý vị muốn tôi làm cái gì. Đương nhiên cái vai trò của luật sư thành phố là phải là nghe theo lệnh của hội đồng thành phố nói chung khi họ quyết định như vậy. Thì đó là giờ tại sao kiến nhìn của tôi nếu mà tôi là trong vai trò của luật sư thành phố. Thưa thôi, năm qua với anh mà Vũ Hoàng Lân cho phép phải 30 giây nữa. Vâng. Có nghĩa là ý thầy muốn, cảm ơn luật sư, ý thầy muốn nói là như vậy, thưa luật sư, là cái vai trò của luật sư của thành phố, đúng không ạ, là mình cố vấn pháp lý khi mà hội đồng thành phố, những thành viên hội đồng thành phố kể cả thị trưởng ra mệnh lệnh cho mình làm một cái gì đó, thì giống như luật sư nói, phải không ạ, mình ở cương vị một luật sư, mình hiểu biết pháp luật thì mình có bổn phận trách nhiệm phải cố vấn, đôi khi phải dạy cho người ta, phải nói no, hoặc là như luật sư nói, nếu mình không chắc chắn thì ít nhất mình phải cần thời gian để tìm hiểu trước khi mà nghe theo lời của người ta, phải không ạ? Nhưng mà cái sự rõ ràng như này nè, hội đồng thành phố đã ra cái quyết định, yeah, là viên chức nào đó của thành phố bị vi phạm, bị slander, defamation, anh phải đặt thư đó, thì cái lệnh phải nhận, không được nói là no, tôi không muốn làm, ok, anh phải nhận cái đó, tôi làm cái đó, nhưng mà tôi phải về nghiên cứu coi kỹ để tất cả mọi thứ rồi tôi quay trở lại tôi nói hoàn bình vô. Chứ luật sư thành phố không có cái quyền nói no, tôi biết rõ luật anh không được làm như vậy. Nếu mà trừ khi cái luật nó rõ là không được làm như vậy thì luật sư có thể nói như vậy nha, cái này nó không có lợi, không có đúng, là tại vì luật không cho làm như vậy. Nhưng nếu luật sư cảm thấy cái chuyện đó làm lệnh thì họ phải tuân theo cái lệnh của hội đồng thành phố. Sau khi mà Nam Quang đã đích thân đi tới những cái địa điểm mà collect chữ ký đó, thì Nam Quang thấy là thường nó có một cái bàn của phía bên phe Westminster United là để collect chữ ký để bãi nhiệm ba người, là ông thị trưởng Tạ Đức Chí, bà Kimberly Hồ và ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Còn cái bàn bên kia thì ngược lại là nói là đừng có ký tên vô trong những cái văn bản mà đồng ý để mà recall. Thì chúng tôi không có lỗi gì hết, những cái lời mà buộc tội, những cái cáo buộc của chúng tôi là những cái cáo buộc mà họ cáo buộc chúng tôi là những cái đó là đều sai hết, không có bằng chứng. Thì hiện giờ sau khi mà quan sát những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy, Nam Quang có thấy được cái phần trăm những cái người, cũng sẽ có những cái người đi ủng hộ ký bên kia và ngược lại cũng có những người ký bên này. Nam Quang đã nói chuyện và interview tất cả những người đó, thì mình thấy được là cái phía mà ủng hộ ông Tạ Đức Chí với bà phó thị trưởng Kimberly Hồ và ông Charlie Chí Nguyễn vẫn rất là nhiều. Cho nên là bây giờ nếu như mà mình đặt lên bàn cân thì theo như luật sư đó, là cái khả năng mà ông Tạ Đức Chí, bà Kimberly Hồ và ông Charlie Chí Nguyễn bị recall là nó bao nhiêu phần trăm theo luật sư? Thế nên hiện nay tôi không thể nào nói được, nhưng mà ngay từ đầu phân tích cái vấn đề, phân tích cái sự việc, phân tích cái phản ứng của cư dân, phân tích cái khó khăn về vấn đề chính trị, về luật pháp, tôi vẫn nói ngay từ đầu tôi không có ngại về cái kết quả bầu cử, tôi cứ nghĩ cái kết quả nó cũng không đi đến đâu. Cái tôi ngại, cái tôi lên tiếng phản đối vấn đề bãi nhiệm là khi mà chuyện này ngày nào nó tiếp tục, ngày đó cái danh dự, cái uy tín của cộng đồng Việt Nam, của sức mạnh chính trị của Nam bị sức mẻ, bị chà đạp, và ngày nào cái cuộc vận động bãi nhiệm này nó càng tiếp tục thì tất cả mọi thanh danh và cái ảnh hưởng của cộng đồng Việt Nam càng bị đe dọa. Cái đó là cái tôi ngại, tôi không hề thắc mắc hay ngại ngùng về cái kết quả nó sẽ đi nhanh, tại vì tôi biết trước kết quả họ không tiến hành được, tại vì cái thực tế của cái cư dân ở đây, thực tế cái vấn đề họ đưa ra, người dân cử tri cho dù là người Mỹ hay người Việt, họ nhìn cái vấn đề họ hiểu rõ chứ không phải là không, họ biết cái vấn đề đó, và chúng tôi không phải là ngồi ngoài nhìn vô, chúng tôi cũng tham khảo thường xuyên, người mọi người cũng gọi, chúng tôi cũng đi walk, chúng đi bộ vòng quanh những khu đó, chúng tôi cũng tiếp xúc với dân cư, chúng tôi cũng hiểu cái vấn đề là như vậy. Nhưng những người này họ có cái quyền
họ cái right của họ thì họ vẫn làm được cái chuyện, họ vẫn tiếp tục. Nhưng mà cái đó, nếu mà câu hỏi của anh là hỏi là cái phần trăm, là tôi nghĩ là phần trăm họ thành công sẽ không có. Tôi phải nói như vậy. Nhưng mà cái tôi, vì vấn đề là một thành viên của cộng đồng, tôi rất ngại về cái chuyện mà cái những cái tai tiếng như vậy nó ảnh hưởng đến cái sức mạnh chung của cộng đồng. Cái đó là cái tôi rất là ngại, tôi rất là sợ, và tôi mong rằng cái chuyện này nên chấm dứt ngày nào càng sớm ngày đó. Vâng, thưa với luật sư, xin cảm ơn luật sư đã trả lời cái câu hỏi. Sẵn đây xin thưa với lại quý vị khán giả là Nam Quang đã có một lần trao đổi với lại luật sư Trịnh Quốc Thiên ở bên Virginia, thì ông có đưa ra một cái thông số là cái sự kiện mà recall nó xảy ra trong lịch sử của tiểu bang California đó là có tới 117 lần recall, nhưng mà cái tỷ lệ mà thành công là chỉ là một lần thôi. Thưa với quý vị, đó là lần mà ông Gray Davis là thống đốc của tiểu bang California bị recall, và thay thế bằng ông thống đốc của đảng Cộng hòa là ông Arnold Schwarzenegger. Xin trở lại với luật sư, là hồi nãy luật sư có nói về cái vấn đề là luật sư là có cái thân tình với lại bên ông Tạ Đức Chí, bà Kimberly Hồ đó. Thì bây giờ nó có một cái vấn đề, và luật sư là cái người mà mong muốn cái chuyện là tất cả những cái xào xáo ở trong cộng đồng của mình giữa hai phe nó sẽ phải chấm dứt, để mà đừng có làm cho cộng đồng mình bị mất mặt, phải không luật sư? Dạ. Thì nếu mà như vậy đó, luật sư đã có những cái cố gắng nào để mà hàn gắn cả hai bên chưa luật sư? Và chúng tôi luôn luôn cố gắng, chúng tôi luôn luôn muốn làm như vậy, chúng tôi sẵn sàng làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm được. Nhưng mà nhớ là những người vận động cho cái cuộc bãi nhiệm này, họ không vận động để mà cải thiện thành phố, họ vận động chỉ họ muốn triệt tiêu cái ảnh hưởng của các cái khối sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam của mình. Và nếu mà nhận dạng từng người tham dự trong chuyện này, họ đều có cái tư thù cá nhân, họ đều có cái thành tích là chống tranh cử với các thành dân cử này họ thất bại, họ bị cái cơ hội phục thù, họ có cái tư tưởng là muốn triệt hạ cái ảnh hưởng của cộng đồng Việt Nam ở đây, để họ có cái cơ hội, họ mong rằng may ra họ có cái cơ hội tranh cử là nghị viên, thị trưởng gì đó. Và tất cả những người này, nếu anh đọc tên ra đi, tôi sẽ nói họ có thành tích gì là vì những cái chuyện đó, chứ không phải là cái chuyện gọi là cải thiện thành phố để mà thông minh gì với thành phố, hay là gây dựng cái cộng đồng ở thành phố. Tôi nói như vậy, và tôi muốn thách thức mọi người ở đây là cho tôi biết cái tên của người nào đi, tôi nói rõ tại sao mấy người này là những người họ có tư thù oán thù cá nhân gì đó, họ muốn đây là cái cơ hội để họ vùng vô. Và nên nhớ rằng cộng đồng Việt Nam của mình từ 40 năm nay đã phải đối chọi với những cái thành phần này rất nhiều, nhưng mà tại vì có cái sự đoàn kết của cộng đồng cho nên họ không làm được. Đây là cái cơ hội lần đầu tiên họ có cái cơ hội là có người nội bộ trong cộng đồng Việt Nam đứng ra vận động cái đó, thì như là gọi là gì, dậu đổ thì bịt leo thôi. Thì cái cơ hội đó thì họ có cái cơ hội nhà vô làm, mà họ không bị mang tiếng là kỳ thị hay chống lại cộng đồng Việt Nam, mà họ lợi dụng cái cơ hội là làm thôi. Thì đó là tôi nghĩ cái thực tế của cái cuộc bãi nhiệm hiện nay. Luật sư hồi nãy có nói rằng là không có cái cơ hội nào để cho cái phía bãi nhiệm để thành công. Trên thực tế thì hiện nay phía những người bãi nhiệm, vận động bãi nhiệm, họ cho biết rằng là cái số chữ ký lấy để mà đưa cái vấn đề bãi nhiệm ra làm lá phiếu đó thì đã đủ rồi. Thậm chí họ còn rất nhiều thời giờ để có thể làm thêm được nữa, để mà bảo đảm rằng là có loại bớt các cái lá phiếu không có đủ tiêu chuẩn thì cũng vẫn dư. Như vậy thì rõ ràng là cái bước một của cái vấn đề nó đã hoàn thành. Vậy thì cái cơ hội đó là nó nằm đó là có. Vậy thì cái câu hỏi muốn đặt ra là phía những người chống bãi nhiệm, cái kế hoạch tiếp tới sẽ là gì một khi cái chữ ký đã được đủ sẽ nộp cho văn phòng bầu cử quận Cam, thưa luật sư? Vâng, đó là những gì họ nói, nhưng mà và họ nói thì tùy theo cái uy tín của mỗi người đó nhìn vấn đề như nào thôi. Chúng tôi có cái nhìn, có phân tích của chúng tôi biết rõ những người là cái gì, chúng tôi biết rõ những con số họ nói là cái gì, thì chúng tôi có thể tự tin mà nói như vậy. Tôi bảo đảm họ không có đủ số để làm cái này lúc này, và tôi vẫn nói rằng cho tới ngày 6-12 tôi không nghĩ cách gì họ có thể đủ số được, nhưng mà vấn đề phải chờ coi kết quả. Nhưng mà tôi cũng nhiều cách tôi đoán cũng sai chứ không phải là không đấy, nhưng mà cái cách nhìn của tôi nói là như vậy. Nhưng mà wow, bây giờ bước kế tiếp, đương nhiên nếu đặt giả dụ nếu mà có đủ chữ ký sau ngày 6-12 hay có thể là trước đó họ đủ chữ ký, thì phải qua thủ tục kiểm nhận cái chữ ký
của thuộc cái phòng ghi danh bầu cử, họ kiểm nhận chữ ký xong xuôi rồi, họ sẽ đếm con số mà xin hủy cái chữ ký mà bên phía chống bãi nhiệm sẽ đưa vô, họ cộng trừ nhân chia ra có cái số họ tuyên bố, hoặc là cái giấy chứng nhận là không đủ chữ ký, coi như một chuyện chấm dứt, mọi người đi về xong. Nếu mà họ có đủ chữ ký, họ sẽ có cái certificate là đủ chữ ký rồi, thì hội đồng thành phố sẽ phải nhóm họp và quyết định cái ngày bầu cử trong thời hạn 7 ngày, 14 ngày hay cái gì đó thì tùy theo cái, mỗi cái tiến trình là cái gì. Hội đồng thành phố sẽ quyết định một cái ngày bầu cử và đó là tuyên bố ngày bầu cử. Khi đến ngày bầu cử bắt đầu từ ngày đó trở đi đó thì tất cả mọi người đều có quyền chuẩn bị tranh cử, một bên là hỗ trợ bãi nhiệm và đưa thêm là nên bầu cho cái người này để thay thế cho thị giữ nghị viên đó, người nào tiến cử là một cái ứng cử viên trong cuộc tranh cử đó. Một bên kia họ sẽ chống lại cuộc bãi nhiệm, họ nói là đừng có bãi nhiệm thì thôi, bên nào thắng thì bên đó sẽ thành công. Nên nếu mà bên chống bãi nhiệm thành công với đủ tốc số trên 50% của người cử tri trong cuộc bỏ phiếu đó thì tất cả mọi chuyện xong, không có cái gì xảy ra hết. Nếu mà mọi chuyện mà họ không thành công, tức là bên bãi nhiệm thành công thì họ cũng sẽ tuyển chọn những người nào sẽ là thị trưởng hay là nghị viên mới trong cuộc bầu cử đó. Thì nếu câu hỏi của anh là chuyện xảy ra sau đó thì nó sẽ tiến trình như vậy, nhưng mà tôi không có biết, khó có biết được cái ngày được bầu cử. Nếu có chuyện nó xảy ra thì cái ngày bầu cử sẽ là ngày nào và ai sẽ là ứng cử viên để muốn làm thay thế làm chức vụ thị trưởng hay là nghị viên anh, trong cuộc bầu cử đó. Chắc anh Khải Đào một câu nữa sau đó nha. Dạ. Tại vì muốn follow up với một cái câu nói của luật sư hồi nãy, là luật sư nói là đưa ra bất cứ tên người nào thì luật sư sẽ cho biết là họ có cái mục tiêu gì ở trong cái vấn đề, mục tiêu riêng gì của họ trong cái vấn đề, tại sao họ tham gia vào cái vấn đề bãi nhiệm. Tôi muốn đưa ra một cái tên và muốn luật sư phân tích, đó là ông Hoàng Kiều. Ông Hoàng Kiều là một người có thể nói là tài trợ chính cho cái vấn đề bãi nhiệm hiện nay. Ông không sống ở thành phố Westminster, không ghi nhận được là ông có bất cứ một cái quyền lợi kinh tế hoặc là quyền lợi chính trị gì ở thành phố Westminster, mà ông đã tham gia rất là tích cực vào cái vấn đề này, tài trợ rất nhiều tiền vào vấn đề này. Luật sư thấy cái mục đích riêng tư của ông ấy là gì? Một cái chuyện này ông Hoàng Kiều đã tuyên bố rất là rõ ràng. Mục đích thứ nhất là ông đã tổ chức cái lễ đám ma của ông Lý Tống, mà một chuyện gọi là rèn rang huynh hoang như vậy, mà thị trưởng Tạ Đức Chí với lại phó thị trưởng Dr. Kim Lee Ho là dám viết thư cho gia đình của ông Lý Tống là nói là quý vị nên cứu xét lại, nên chôn Lý Tống ở cái nghĩa trang quân đội hay là ở một cái khu bãi hoang thang ma chưa có cờ xí, chưa có cái gì hết. Thì cái đó là cái chuyện đề nghị rất là chính đáng của thị trưởng Tạ Đức Chí với cái sự quan tâm của các cư dân, và ông tức giận vì cái chuyện đó là một chuyện. Cái thứ hai nữa, ông nói rõ ràng rằng tất cả mười mấy công dân cử gốc Việt này, thay vì ngày 30 tháng 4 lại không tổ chức với lại nghị viên Pháp Bùi hay là các chiến sĩ, mà lại tổ chức ở một cái lễ khác ở cái tòa báo Việt Mỹ gì đó. Và họ nói, ông nói là cái đó là tạo nên chưa rẻ, là không vinh dự cái sự hy sinh của chiến sĩ Việt Nam. Tôi nghĩ cái đó là cái chuyện chính đáng của tất cả quý vị dân cử, đa số quý vị dân cử đó, và đồng bào đã đến dự thì rõ ràng là cái chuyện chính đáng. Họ không muốn tham dự cái lễ 34 của những người chống cộng cùi, của những người giả mạo do bầu cử giả mạo, của những người chiến sĩ mà hèn nhát không dám chống lại ông Hoàng Kiều đó, thì họ muốn có một cái chỗ khác để họ dùng cái lễ đó. Cá nhân tôi không muốn ngồi thấy những cái người này gọi là hoan hoan trong những cái lễ lọc như vậy, thì tôi không thích. Thì cá nhân của tôi vẫn muốn chỗ khác, cũng như rất đông đảo đồng hương đã muốn tham dự một cái lễ mà cũng là vinh danh cái cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng vinh danh cái ý nghĩa của ngày 30 tháng 4 đó. Cái chuyện chính đáng, ông Hoàng Kiều đã sai trong cái trường hợp đó. Ông vẫn có cái thần thù cá nhân với những người như là ông Ngô Kỷ, như là Trần Nhật Phong, như bao nhiêu khác, như là giám sát viên Andrew Đỗ, như là nghị viên Michael Võ. Ông hận thù với tất cả mọi người đó, vậy tất cả mọi người đó đều có lý do chính đáng của họ để họ nói lên tiếng, họ hành động như vậy. Khi họ thấy ông Hoàng Kiều thấy rằng những người này họ làm việc cùng một phe với nhau, tôi mới làm chung với nhau hay không, nhưng mà họ làm việc cùng một phe với nhau, thì ông ta lấy cái chuyện thù cá nhân của ông ta tung tiền ra, ông ta làm cái chuyện này, cái đó cái chuyện. Nếu mà câu hỏi của anh giải thích tại sao Hoàng Kiều làm như vậy, yes, ông chỉ có thù cá nhân, ông chỉ là có tiền, ông nghĩ là ông có thể làm được tất cả những khác, đó là chuyện riêng của ông Hoàng Kiều. Còn những cái lý do mà ông ấy ghi rõ ở trong các cái flyer, các cái quảng cáo về cái việc bãi nhiệm là vì thấy cái nhiều cái sự lũng đoạn ở trong thành phố Westminster vân vân, thì như thế nào thưa luật sư? Đó là ông nói
đó là ông nói nó thôi mà tôi không nghĩ ông có lập luận nó được. Nếu mà ông không có cái bằng chứng gì hết, tôi thách thức ông, không những Hoàng Kiều không mà bất cứ ai đưa ra những cái chuyện gọi là lũng đoạn thành phố, như là bịt miệng, như là phản dân chủ, như là cái gì tham nhũng, tôi thách thức họ đưa ra những bằng chứng đó thì tôi sẽ trả lời những gì đó. Và ông Hoàng Kiều chỉ đi lặp đi lặp lại những chuyện đó nói thôi. Nhưng mà Hoàng Kiều ông đó nói rõ, tôi tranh cử, tôi chống là tôi hỗ trợ tôi phải nhìn chỉ vì ba lý do này thôi, chuyện cá nhân của ông, cái chuyện thù vé cá nhân gì đó chứ không có liên hệ gì đến cái chuyện kia. Và ông ta để đi dùng những lý do mà bên phía bãi nhiệm nói thì cái đó là cái chuyện của ông thấy lôi thấy cùng một phe ta chống lại người kẻ thù thì coi như là bạn của mình thôi. Xin mời anh Khải Đào. Dạ vâng, cảm ơn anh Vũ Hoàng Linh. Dạ kính thưa quý vị, Khải xin phép được đọc một cái đoạn trong cái bài viết bài kỳ đăng số 7 của luật sư Nguyễn Quốc Linh đưa lên Facebook vào ngày 18 tháng 9. Trong đó có đoạn ông viết: nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả, kể cả nhân phẩm và lương tri con người. Ông, đó là tỷ phú Hoàng Kiều, nghĩ rằng vài người nịnh bợ chung quanh mình là đại diện cho hàng triệu người khác ngoài kia, mặc dù ông ta có thể quy tụ được hàng ngàn người cộng với vài người lãnh đạo cộng đồng tại buổi trình diễn văn nghệ miễn phí của ông ta. Nhưng những thành phần đó không đại diện hay thể hiện đại đa số người Mỹ gốc Việt tại Quận Cam hay tại Hoa Kỳ. Ông ta đồng hóa những người tiếp tay với ông vì tiền, cũng là những người thực sự quan tâm đến cộng đồng. Đây đối với Khải, tôi Khải gọi là những cái thủ thuật, đúng không ạ? Nó gọi là ngụy biện. Trái với luật sư Nguyễn Quốc Lân, Khải không có chút giữ cho thị trường trí tạ, Khải không có thù hận cá nhân với luật sư trí tạ, mà Khải lập lại một lần nữa cái nhận định của Khải theo cái hiểu biết, cái suy luận của Khải thì Khải nghĩ rằng thị trường trí tạ sẽ bị bãi nhiệm. Và xin mời luật sư. Tôi ghế bắt đầu nóng rồi thưa luật sư. Tôi có viết câu đó và tôi đứng vững, tôi vẫn giữ vững, tôi không muốn đổi một cái chữ nào đó trong câu đó. Ok, tôi và quan điểm của anh Khải Đào có thể khác nhau, nhưng mà tôi muốn viện dẫn một cái sự thật trước mắt. Đúng là ông ta có thể có 5-7 ngàn người gì đó, tôi biết có hay không, tôi không đủ số hay không tôi không biết, nhưng mà 5 ngàn người, 7 ngàn người đó nó không có đại diện cộng đồng Việt Nam, là họ bị lùa lên xe bus, họ cho ăn tôm tôm hùm, họ được cho coi vé miễn phí, họ được đi chơi du ngoạn, thì đó là cái quyền lợi của họ. Nhưng tôi biết rằng đại đa số đó không có đồng ý với ông ta vì cái chuyện lăng mạ các thành quả của các cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Ông ta không được quyền sỉ nhục cái nói rằng ê, ngày xưa có 1 triệu người đó là mày không đánh được ai, bây giờ chống cộng làm cái gì nữa, chống cộng để làm cái gì, lỗi thời rồi. Cái đó không phải là quan điểm của cựu quân Việt Nam, cái đó là không phải quan điểm của một người Võ Hạ Trâm, nhưng ca sĩ mà gọi là có cái thành tích vinh danh Hồ Chí Minh, vinh danh Đảng Cộng sản, đã bao nhiêu video clip, bao nhiêu hình ảnh là cô ta cố ý làm như vậy. Cô ta còn nguy hiểm hơn Đàm Vĩnh Hưng nữa, nguy hiểm Đàm Vĩnh Hưng nữa. Và đó là thành tích rõ ràng, đó không phải là cái quan điểm của cộng đồng Việt Nam hỗ trợ cho ông ta chuyện đó. Mà bằng chứng là ông ta, cái câu này riêng là tôi thực muốn nói là ông ta tưởng rằng nói là vỗ tay lên, vỗ tay lên, vỗ tay lên, vỗ tay lên, hiểu chưa, hiểu chưa, nói đi, ừ đi, yes đi. Ta vừa đó xong mà có tiếng vỗ tay, vài tiếng vỗ tay đó, ông ta nghĩ rằng cái đó là hỗ trợ cho ông ta. Cái đó là sai, cái đó là không có đúng. Và cái đó là tôi muốn đưa ra một cái sự thật của cái suy nghĩ của ông Hoàng Kiều. Ông ta nghĩ như vậy và ông ta thấy một số người chung quanh của ông ta, vài ba người đó, ông ta nghĩ có người Mẹ, người Việt, người Trắng, người Đen, người gì đó. Ông ta nghĩ cái đó là hỗ trợ của tất cả cộng đồng. Cái đó không phải là như vậy. Tại vì tôi biết cộng đồng Việt Nam của tôi ở đây, và chúng ta, ông ta nghĩ rằng ông ta có một vài dân cử gốc Việt hỗ trợ ông ta, và ông ta nghĩ rằng ông ta có cái khả năng gọi là đại diện cộng đồng, đại diện tất cả mọi thứ để mà hủy diệt cái cộng đồng ở đây. Tôi biết rõ họ không có đại diện cộng đồng, cái quan điểm cộng đồng ở đây, và tôi nói những cái điều đó, tôi rất hãnh diện là tôi đã nói được những câu đó lên. Và cảm ơn Khải Đào đã đọc lên những cái câu đó và mọi người thấy hiểu được cái ý thực sự của tôi muốn nói là cái gì. Và cái đó là cái sự thật tôi muốn trình bày cho mọi người hiểu. Và đương nhiên mỗi người có, tôi chọc mỗi người có cái quan điểm khác nhau, tôi trân trọng quan điểm đó, cái đó không không có gì ngạc nhiên lắm. Có những người có, họ có cái suy nghĩ khác như Khải. Xin phép anh cho Khải 10 giây, 20 giây nữa. Hiện giờ họ đã công bố, tiến sĩ Phạm Kim Long nói họ đã có 10 mấy ngàn chữ ký rồi. Thành ra đối với Khải ít nhất thì mình cũng chưa có thể khẳng định, đúng không ạ, là đại đa số đồng hương là họ chống hay họ ủng hộ cái việc bãi nhiệm.
Vâng, có thể là người ngoài họ không có dám khẳng định, không biết, nhưng mà tôi ngồi ở trong này, tôi tính toán, nhưng tôi phân tích những vấn đề, tôi có dữ kiện data sống, nhưng tôi biết rõ cái trường hợp đó. Và cái quan điểm đương nhiên tôi không thể nào có cái thống kê được, cái thống kê để làm cái thăm dò là ai hỗ trợ cho ai, tôi không nói được. Cho dù có thống kê thì nó không bao giờ chính xác được. Nhưng mà tôi biết người cộng đồng của tôi vẫn ra vô thường xuyên tham dự cái sinh hoạt của cộng đồng. Tôi vẫn chào hỏi, tôi biết bao nhiêu người họ cần gì, họ cứ gọi tôi, họ chửi tôi, họ cũng gọi tôi, họ khen tôi, cũng gọi tôi. Tính ra chuyện rất là bình thường, tôi chỉ cần ngồi ở văn phòng của tôi một ngày. Lỡ mà hôm nay tôi làm cái gì, nói gì sai, đó là chiều hôm nay, ngày mai họ gọi tôi là tôi biết ngay những chuyện đó là cái gì. Và cộng đồng không có xa lạ gì với tôi, cũng như không có xa lạ gì với thị trường tại Đức Chi, nghị viên Charlie Nguyễn, Dr. Kim Minh Hồ. I mean, đây những người này họ có số cell phone, họ có số điện thoại, cần như họ gọi. Thành ra chúng tôi nhìn cái đó, chúng tôi biết được là cộng đồng mình đang nghĩ cái gì, cộng đồng mình làm cái gì. Tôi biết người của tôi phân tích từ cái đó, thì tôi mới dám nói cái khẳng định là như vậy. Còn tất cả mọi người khác họ không nhìn cái đó, nó khác. Bây giờ một cái thử thách là quý vị có thể thử Hoàng Kiều dám đi vào đám đông của cộng đồng Việt Nam hay không, đi vào cái lễ lọc nào đó mà ông đi mà không có hộ tống của người an ninh cận vệ hay không, ông dám đi bước vào đông đông hay không. Thì đó là cái thách thức của ông dám làm. Ông chỉ ngồi tivi xong bỏ đi thôi, em đi đâu có đám cận vệ bảo vệ cho ông, tách riêng là những đám đông thôi. Cái đó là cái thách thức của ông đâu. Ông có dám làm như vậy hay không, ông có dám đi vào cái lòng người dân hay là chỗ đi khơi khơi, đi ra chợ hay là chỗ đông người hay không, ông dám làm hay không. Cái đó là cái thử thách rõ ràng nhất. Thì đương nhiên tôi, và nói như là tôi không có hỗ trợ vấn đề bạo loạn bạo động, thế nên rất là nguy hiểm. Tôi nghĩ nếu tôi là bảo vệ an ninh trong Hoàng Kiều, tôi nói rất là nguy hiểm, ông đừng nên làm như vậy, ông đừng có dạy mà làm mà làm như nhá. Nhưng mà ông có dám làm hay không. Chúng tôi thì trưởng đại đức chí, cá nhân tôi cũng biết bao nhiêu nhân cử, chúng tôi đã lên tiếng chuyện này rất là nhiều, nhưng mà tôi vẫn đi tham dự hội đoàn, vẫn tham dự lễ lọc nhà thờ chùa chiền, chúng tôi vẫn đi nhìn, không, tôi vẫn thấy cái sự hỗ trợ của đồng hương trong cái cuộc vận động bãi nhiệm này, chúng tôi không có ngại gì vấn đề đó. Luật sư có mới nói rằng là hiểu cộng đồng, hiểu được những cái con số trong cộng đồng, nhưng mà nếu mà nói về mặt bãi nhiệm thì có lẽ là chúng ta đều thấy cái số lượng người Việt Nam ở trong thành phố nó chỉ ở cái khoảng chừng 40% mà thôi, còn lại là các sắc dân khác. Mà theo ghi nhận của chúng tôi qua các cái cuộc họp, ít nhất là qua các cái cuộc họp của Hội đồng thành phố Westminster, những người gốc Việt thì có những nhóm ra ủng hộ thị trưởng, ủng hộ những người bị bãi nhiệm, nhưng mà cũng có những người thực sự, có những người gốc Việt đồng ý là phải bãi nhiệm những người dân cử đó. Nhưng khi mà những người không phải gốc Việt lên phát biểu thì gần như là 100% đều là những người muốn bãi nhiệm các dân cử đó. Luật sư thấy như thế nào về cái tình trạng thực tế, những cái suy nghĩ của các sắc dân trong cái vấn đề này? Tôi nghĩ nhận xét của anh có thể đúng. Trong đồng Việt Nam của mình lũng cũng thế, nhưng mà tôi không có nói là những người nào ra phát biểu là đại diện của đồng Việt Nam. Họ không phải là tuyển cử chọn lựa từ đoàn thể tôn giáo sắc dân, họ không phải như vậy. Ai hứng ai có lòng mà ra họ nói gì họ nói, thật là cái đó không có đại diện cho ai hết. Đúng, như cái tỷ lệ là người Việt Nam thì nó có cái phân chia hỗ trợ hay không hỗ trợ bãi nhiệm như vậy. Đúng, hầu hết những người ngoại quốc không phải là người Việt Nam họ hỗ trợ cái đó, tôi nghĩ là chuyện đương nhiên thôi. Nếu mà không có cái đó, những chuyện nhà mà thường thường họ cũng đã chống đối rồi. Ngày xưa chúng tôi vận động cái nghị quyết vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ chẳng hạn, không liên hệ gì đến họ, họ cũng đã chống đối. Khi mà vận động gây dựng xây dựng cái đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Mỹ như vậy là một cái biểu tượng rất là tốt đẹp cho thành phố Westminster. Cái thành công được ghi nhận cái sự đóng góp của cư dân trong này, họ cũng đã chống đối, lúc nào họ cũng chống đối hết. Và bao nhiêu công việc của mỗi lần mà hội đồng thành phố ở Gandro, Washington, Santana làm những cái nghị quyết như là chống cái viên chức cộng sản lai vãng trong khu Little Sài Gòn, vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ, hay là công nhận cái gì đó vinh danh của các cựu chiến sĩ của Lâm, cũng có những người đó là chống đối. Cái chuyện chống đối là chuyện rất là thường, tại vì tôi nghĩ well, nếu tôi trong địa vị tốt hơn chống đối, tôi phải nghĩ đó hết, chuyện thành phố lo chuyện thành phố, có lo chuyện Việt Nam làm cái gì đấy. Cái đó là chuyện tôi thông cảm được, nhưng cái chuyện chống đối đó nó chồng chất bao nhiêu năm, họ muốn lật đổ cái ảnh hưởng của cộng đồng Việt Nam nhưng mà họ không làm được. Như vậy thì có thể nói là đó là cái dấu hiệu cho thấy rất là nguy hiểm đối với lại những người đang bị bãi nhiệm hay không. Nếu mà đa số
nếu không nói là tuyệt đối, là những sắc dân không phải Việt Nam hoàn toàn là sẽ bãi nhiệm. Còn trong cộng đồng Việt Nam thì có người muốn bãi nhiệm, không muốn bãi nhiệm. Như vậy là cái số tỷ lệ nó sẽ làm cho cái vấn đề bãi nhiệm nó sẽ thành công, chứ không phải như là luật sư nói trước đây là không có cơ hội. Tại vì những người ra mặt tham gia vô bãi nhiệm, những người ra mặt tiếng nói chính là một thành phần nhỏ nào đó thôi. Họ ra, họ hăng say trong cái vấn đề đó thì họ ra, thì cái chuyện mình cũng như cái thành phần cư dân gốc người Việt ra ngoài đó hay là trong bên ngoài thành phố họ ra, nó cũng là thành phần rất là hăng say tích cực trong chuyện đó, thì cái đó ra nó không đại diện. Nhưng những cái vị dân cử này họ cũng tham gia tình hình các cư dân trong vùng đó, họ cũng đi bộ, họ cũng bắt tay, họ cũng prisoner walk, họ nói họ biết rõ tình hình của những người cư dân, cho dù người Mỹ, người Việt sắc dân khác họ biết rõ. Họ hiểu được cái đó là thẩm định, tâm định cái đó đang phải là vì có cuộc bãi nhiệm không, mà trước đó họ cũng đã thăm dò cái chuyện đó. Tôi nghĩ là tôi không trực tiếp đi bộ với cái vị này trong trong khu vực đó, nhưng mà họ báo lại cho tôi biết rằng tình hình nó không có phải như vậy, nó không phải trong thành phần gọi là hăng máu tích cực hăng say như vậy. Nhưng thành ra họ có cái sự hỗ trợ đó, cái đó là cái tôi nghĩ họ nói dối tôi vì cái chuyện đó làm cái gì. Và họ thực sự như vậy thì tôi nghĩ bên phía cộng đồng không phải gốc Việt thì tôi nghĩ nó có sự an toàn, không có sao. Với cộng đồng Việt Nam tôi nghĩ mọi chuyện ok. Đó là nó là như vậy. Dạ vâng, thưa anh Nguyễn Quốc Lân, thực sự ra cái vấn đề mà lùm xùm về của cộng đồng của mình nó bắt nguồn từ một cái chi tiết mà chúng ta ai ở đây cũng phải công nhận. Đó là cái vấn đề mà ông thị trưởng Tạ Đức Chí, ông trao cái bằng tưởng lộc cho cô diễn viên Ngô Thanh Vân trong cái phim là Hai Phượng mà nó trình chiếu ở đây. Thì từ cái vấn đề đó thì một số người ở trong cộng đồng giống như là ông Phan Kỳ Nhơn với lại những người đi theo đó, họ đưa ra một cái đòi hỏi là ông thị trưởng Tạ Đức Chí phải rút lại cái bằng tưởng lục đó, không có trao cho cô Ngô Thanh Vân. Với họ, họ cho là cô Thanh Vân là người Việt Cộng đi, bên phía Việt Nam mặc cái cờ đỏ sao vàng. Thành ra cái điều kiện tiên quyết của cộng đồng chống cộng Việt Nam hồi xưa là họ ủng hộ ông Tạ Đức Chí, nhưng mà họ nói là ông Tạ Đức Chí bây giờ là ông phải rút lại cái đó. Thì Tạ Đức Chí cho tới bây giờ vẫn không có rút lại cái nghị quyết đó, không phải nghị quyết, xin lỗi luật sư, là cái bằng tưởng lục đó. Thì chúng tôi mới tính là như vậy, từ cái vấn đề đó nó escalate lên thành ra bây giờ là nó làm tùm lum hết. Cuối cùng là bây giờ người da trắng họ nhảy vô, ông David Johnson cũng nhảy vô, thành ra mới có cái vấn đề là recall, rồi ông Hoàng Kiều nhảy vô luôn. Thì chúng tôi có tính toán cái gọi là cái phần trăm mà có thể là ông Tạ Đức Chí sẽ bị recall, bị bãi nhiệm đó. Chúng tôi nói là nếu như mà phía bên Westminster United mà họ vận động hết tất cả các khối cử tri da trắng, giống như anh Lân vừa ở đây vừa mới nói, vận động được hết cử tri da trắng ở phía bên kia bờ đại dương, là bên kia đường beach đó, đi bầu hết, và ở bên này có được khoảng chừng 40% cử tri trong cái khối cử tri của Việt Nam đi bầu, thì lúc đó ông Tạ Đức Chí mới bị rớt trong cái cuộc bãi nhiệm, phải không thưa luật sư? Thì bây giờ chúng tôi nói ông Hoàng Kiều bây giờ chưa biết là ông đã bỏ quá bao nhiêu tiền vô trong cái kỳ bãi nhiệm này, nhưng mà chúng tôi nói là ông Tạ Đức Chí bây giờ ông cũng nắm một cái gọi là cái kim bài miễn tử. Có nghĩa là nếu như mà ông muốn cái chuyện recall này mà nó chấm dứt là nó chấm dứt, hoặc là ông muốn là ông thắng trong cái chuyện recall này là ông có thể ông thắng được. Cái kim bài miễn tử đó chúng tôi muốn giữ cho ông Tạ Đức Chí, nhưng mà thật sự ra cái buổi này nó quá hot đi, thành ra chúng tôi cũng phải bật mí luôn là ông Hoàng Kiều cái này cũng phải gửi lên cái một trong những cái ý của chúng tôi gửi đến ông Hoàng Kiều là có thể là ông sẽ tốn tiền rất là nhiều mà ông lại không đạt được kết quả. Có nghĩa là khi mà chúng tôi nói chuyện với lại những cái mấy cái bác đó, bác cử tri lớn tuổi đó, thì bác nói là tôi chỉ recall là tại vì ông Tạ Đức Chí ông không có chịu là xin lỗi cái vụ con Ngô Thanh Vân thôi, thành ra là bây giờ là tôi hồi trước tôi ủng hộ ông, nhưng mà bây giờ tôi thấy ghét quá cái vụ đó tôi recall. Cho nên cái kim bài miễn tử của ông thì chữ Tạ Đức Chí chỉ là nếu như mà ok thấy mình gần sắp thua rồi đó, ông đi ra ông xin lỗi bà con cộng đồng một cái thôi, ông nói ok thôi bây giờ hồi trước là con cũng suy nghĩ nó không có được chín chắn, bây giờ con xin lỗi các cô các bé, con rút lại cái nghị quyết đó, con rút lại cái bằng tưởng lục đó, là coi như là mấy cái bác mà hồi xưa ký vô cái chuyện mà recall đó là mấy bác bỏ hết. Những cái người
cử tri mà lớn tuổi hồi xưa ủng hộ Tạ Đức Chí để vô cái chức thị trưởng này á, họ rất là thương Tạ Đức Chí. Họ rất là thương Tạ Đức Chí. Nếu mà mình đi vòng vòng mình nói chuyện đi, họ rất là thương Tạ Đức Chí. Cho nên á là cái nguy cơ mà ông Hoàng Kiều tiền mất tật mang là có thể đó, thưa với lại quý vị khán giả, với lại xin anh em nói rằng là kim bài miễn tử đó là lời xin lỗi của thị trưởng Tạ Đức Chí. Kim bài miễn tử, mình mời luật sư Lân. Nào, tôi biết cái bài miễn tử tôi không biết. Nhưng mà không biết có tổ chức nhưng mà tôi chỉ biết nó có thể là con bài tẩy hay cái gì đó. Ok, vâng, đó là con bài tẩy. Tôi nhận diện ra cái suy nghĩ của anh mà tôi không nghĩ nó như vậy. Tại vì cái vấn đề Ngô Thanh Vân chỉ là con bài tẩy của những cái thành phần này. Đây là cái cớ của những thành phần này. Họ muốn thi hành cái ý định của họ có từ trước khi có Ngô Thanh Vân chứ không phải là bây giờ. Đây là cái cơ hội để họ làm như vậy. Xin lỗi luật sư. Tôi giải thích lý do như vậy. Tôi giải thích như vậy. Vấn đề Ngô Thanh Vân thực ra không là cái gì hết. Một người diễn viên từ Na Uy tị nạn, giới trẻ lớn lên, bây giờ làm phim, làm cái phim. Wow, tôi coi phim về Hai Phượng, cũng tôi nghĩ phim này cũng hay, cũng có cái bề thế, nó có mục đích của nó. Xong rồi tôi cảm thấy cái chuyện đó không là cái vấn đề gì hết khi tôi biết được là thị trưởng Tạ Đức Chí đã cách cái bằng tướng luật như vậy, thì với tôi nó không là cái gì. Nhưng mà đó là tại vì tôi nhìn cái vấn đề khác, và cũng có nhiều người đặt cái vấn đề lớn mà chúng tôi cũng lắng nghe coi họ đặt vấn đề của họ là cái gì, thì họ cũng dựa trên những cái yếu tố như là cô này đã từng mặc cái áo đỏ sao vàng lúc mà vận động cho đội thể thao Việt Nam gì đó thôi, tôi chỉ thấy cái hình ảnh đó thôi, chứ còn hay là một lúc khác mặc áo đỏ đó là lúc làm từ thiện cho cái tổ chức từ thiện nào đó, tôi chỉ có vậy thôi chứ không có cái gì hơn nữa. Và họ những người này họ diễn giải thêm là đóng phim Việt Nam, làm phim với Việt Nam, rồi công an tiếp tay, rồi nghị quyết 36 họ làm được cái chuyện này. Nào, thì chuyện tạp chí cũng như các thành phần nghị viên đó, họ lắng nghe cái vụ đó, họ tổ chức biết bao nhiêu lần buổi điều trần, tất cả mọi người trình bày quan điểm chia sẻ và họ cân nhắc, họ quyết định lại, và họ cũng cân nhắc cái chuyện là cộng đồng đã vinh danh cô Ngô Thanh Vân này bao nhiêu lần, họ lên biết bao nhiêu chương trình TV phỏng vấn, biết bao nhiêu báo chí phỏng vấn, họ ra mắt phim, bao nhiêu cuộc phim ở đây, mấy mỗi lần làm như vậy là mấy trăm người tham dự, không ai nói gì hết, ai cũng coi phim, hồi nãy không có cái gì hết. Và đương nhiên âm thầm thì chuyện tạp chí cũng dò dẫm những thành phần thân thuộc, thân nhân cư dân để họ nói vấn đề này. Thì chuyện tạp chí tất cả mọi người này, cá nhân tôi cũng phải cân nhắc cái hút độ chống đối vấn đề hỗ trợ như thế nào, thì chúng tôi cảm thấy là không đạt cái gì hết. Nhưng tôi không đồng ý với Nam Quang nói là ok, chỉ cần xin lỗi là xong. Tôi không đồng ý cái chuyện đó là không thể là xong được, tại vì những cái này mục đích của họ không phải là xin lỗi hay không xin lỗi. Mục đích của họ để diệt đi cái này. Thì yeah, em xin lỗi, họ cần làm tối hơn cho đó. Thấy chưa? Nó lì lắm, nó tối hơn, nó xin lỗi thầy đặt. No, cái đó là cái xin lỗi, tôi hiểu cái ý đó. Đúng, cái vấn đề ở chỗ này là những cái người đó là chỉ là thành phần thiểu số thôi thưa anh. Những cái người mà sách động quần chúng chỉ là thành phần thiểu số thôi. Cái mà ông Tạ Đức Chí ổng cần là cái số đông đi bầu thôi. Cho nên là khi mà ông Tạ Đức Chí ổng xin lỗi là ổng xin lỗi cái số đông, chứ ổng xin lỗi cái thành phần giống như là ông Phát Bùi hay ông Phan Kỳ Nhân gì đó. Ổng không xin lỗi những người đó. Khi mà ông Tạ Đức Chí ổng chính thức ổng đứng ra ổng xin lỗi thì cái số đông quần chúng đó sẽ nghe theo ổng, và ok, tất cả mọi cái là cancel out hết. Ông Phan Kỳ Nhân bây giờ có nói cái gì cũng không có được nghe, mà ông Phát Bùi nói gì người ta cũng không nghe nữa. Tại vì sao? Hồi xưa là ông Phát Bùi và ông Phan Kỳ Nhân với lại những cái người chống cộng, họ chỉ dựa vào cái yếu tố đó để mà họ xách động quần chúng, bà con. Đúng, họ xách động. Đúng không? Tôi nhìn và nhỏ xé ra to. Đúng, tôi nhìn nhận có một số vị lớn tuổi vì quá tức giận cái này. Tôi nhìn nhận có cái đó chứ không phải là không. Nhà, tôi không có nói là chuyện đó không có. Tôi nói, nhưng cái số lớn vẫn là nói rằng vào, nhưng mà chuyện lỡ rồi thôi, trâu sao thì bây giờ phải tập trung với cái bigger picture, cái trình trạng lớn hơn để mà bảo vệ chia rẽ đó, cái đó là cái vấn đề. Nhưng mà tôi nói một chuyện này, lý do như thế này: nếu mà thị trưởng Tạ Đức Chí xin lỗi hay là nhận lỗi hay cái gì đó thì sao, thì vấn đề nếu xin lỗi nghĩa là cái gì? Thứ nhất, đây là cái chuyện bình thường, thông thường, hợp pháp, không có gì sai trái trong cái quy trình bình thường của thành phố. Mình không làm gì sai, tại sao mình nhận lỗi xin lỗi? Mà nếu mình xin lỗi nghĩa là cái gì? Xin lỗi nhận lỗi cái gì? Nghĩa là chùn bước nhẹ gan với cái thành phần ác bá này. Cái thành phần nó có mục đích tiêu diệt mình. Cái thành phần tôi gọi vào khủng bố nhiều hơn là vận động như vậy. Ok, nếu mình làm như vậy, họ sẽ tiếp tục nói ô thằng này nó yếu lắm, nó có gan đứng lại chống lại bảo tàng.
thì là còn nguy hiểm hơn nữa. Thành ra mà cứ tiếp tục, tôi nghĩ là mà càng nói chuyện xin lỗi như vậy, rõ ràng là cái gì, danh dự của thành phố làm một cái chuyện rất là bình thường, rồi cái chuyện rất là chính đáng, nhưng một cái tự nhiên rút lại nghĩa là cái gì? Mà họ nói họ muốn là phải rút lại, họ muốn là rút lại cái này, không có cái thủ tục gì rút lại hết trơn á, ok, không có cái gì tự nhiên đi đòi người ta lấy lại, mà họ muốn phải đi lấy lại cái đó. Nhưng mà mấy người này họ rất là ngang tàn, họ nói là thì thôi rút tên tao ra, họ rút tên tao ra thì ok, họ đồng ý rút tên họ ra, họ nói nhưng mà các cái bằng khác có ba tên người thôi, anh đã rút lại, bây giờ anh đã đòi chúng tôi lại đưa cái bằng khác cho cái người này, nghĩa là cái gì? Tôi nghĩ cái danh dự, cái uy tín, cái dignity của cái thị trưởng thành phố nghĩa là cái gì? Thành ra họ, thành ra khi từ cái đó tôi biết là cái mục đích của người này á, là muốn triệt tiêu thị trưởng tại địa chỉ, chứ không có liên quan cái tức là nhận lỗi, nhận phải hay là xin lỗi, xin phải gì với những cái thành phần này. Và đó là thành phần như vậy. Thành ra nhưng mà tôi vẫn nhìn nhận có một số các vị cư dân lớn tuổi hay nhỏ tuổi không đồng ý, tôi nhìn nhận có cái đó. Nhưng mà cũng phải quý vị nào mà có suy nghĩ đó cũng phải hiểu rằng có một số lớn như người khác họ cảm thấy là cái này không có sao hết, chứ bỏ qua cái đó, tập trung làm việc tốt đi. Thì tôi nằm trong thành phần đó, thành ra cái suy nghĩ của mình cũng phải tôn trọng trong cái cộng đồng có nhiều người suy nghĩ khác. Mình biết là mình không có được ép buộc như là suy nghĩ của mình phải là đúng, không có suy nghĩ của mình là không có được. Cái đó là cái hành động của những cái thành phần này, cái thành phần mà chống đối cái này, họ đang làm cái đó, họ nói là suy nghĩ của họ là đúng, bất cứ ai người khác không quan trọng gì hết, suy nghĩ của họ phải đúng, phải làm như vậy. Và tôi nghĩ rằng thực tế là những người như là bên cộng đồng Nam Cali chẳng hạn, họ nói là phải rút lại cái nghị quyết này thì mới được, cái nước không mà không có sự đoàn kết, không sự hàn gắn, không có cái gì hết trơn. Họ vẽ cái làn danh như vậy, mục đích của họ là sao? Họ xét, họ biết rằng thị trưởng tại địa chỉ sẽ không rút lại cái đó, chỉ vì những lý do mà thị trưởng tại địa chỉ đã trình bày rất là nhiều lần, họ không thể làm như vậy được. Cái danh dự, cái uy tín của cái chức vụ thị trưởng không được làm như vậy. Cái thể diện của mình, của thành phố, thị trưởng tại địa chỉ phải có cái trách nhiệm bảo vệ cái danh dự, cái uy tín của thành phố. Không ai mà tự nhiên mà cái bằng xong xuôi người ta cái sợ sợ là mọi không biết ngày sau này họ rút cái bằng lại thì sao. Cho nên là cái thị trưởng tại địa chỉ phải bảo vệ cái đó hơn là đi đáp ứng những cái người tiếp tục, mà tôi xin rút lại cái chữ là khủng bố. Nhưng mà anyway, khi mà luật sư nói về cái khi luật sư và anh Nam Quang nói về cái vấn đề bằng khen cho diễn viên Ngô Thanh Vân này đó, thì luật sư có nói rằng là cái việc mà tặng cái bằng khen này không có gì là sai để mà có thể rút lại. Anh Nam Quang thì nói rằng là không phải là một nghị quyết, tôi muốn xác định rõ đây là một nghị quyết, đây là nghị quyết vinh danh, ghi rất rõ là ở trên cái bằng vinh danh đó. Cái thứ hai, có sai hay không thì tôi muốn hỏi luật sư về mặt quy trình có sai hay không, khi mà tất cả các nghị quyết của thành phố Westminster khi đưa ra đều có cái việc mang ra bàn thảo giữa các nghị viên, giữa các dân cử trước khi ra một cái quyết định. Cái này dường như là hoàn toàn không có một sự bàn cãi nào cả giữa các nghị viên, mà cuối cùng là đưa ra một cái bằng vinh danh, mà thậm chí nó còn sai quy trình tới mức nữa là cái tên của ông tài đổ và một người nữa, sau này họ nói là họ không muốn đặt tên vào, cũng đã được đặt tên vào. Như vậy đó là cái điểm sai ngay ở cái điểm sai kỹ thuật đó, thưa luật sư. Luật sư nói sao? Thưa quy trình là nó không sai, tại vì lúc đó tôi nghĩ là bây giờ cũng vậy, nó phải chăng là mỗi lần thành phố đưa ra nghị quyết là cần phải có một cái sự gọi là, nếu anh gọi là cái nghị quyết, cái đó là nếu là nghị quyết như là cái kỳ nghị quyết 36 hay là nghị quyết vinh danh lá cờ vàng mà sổ đỏ đã thảo luận gì đó, chúng tôi gọi là đồng ý như vậy. Nghị quyết, nhưng mà nó có một cái nghị quyết khác, nghị quyết là cái mẫu, thành là một ngày nào đó thì trưởng tại tiêu chí cứ đi lễ này từ kia, là cái sách đó là nhờ thư ký đánh này xong rồi tự động ký tên, rất là bình thường. Cái quy trình của nó là cái mẫu, trong đó nó cứ ghi hết tất cả tên của người này. Khi mà thị trưởng tại địa chỉ bình thường, khi mà làm cái đó không đi hỏi lại hay anh có cho tôi làm này không, nó bình thường không bao giờ làm như vậy hết. Nhưng mà đây là lần đầu tiên họ đặt vấn đề ok, rút tên họ ra thì rút tên họ ra. Họ muốn làm cái mẫu khác có ba tên thì tôi nghĩ hội đồng thành phố có thể cũng thành cái mẫu nghị quyết thì có ba tên thôi, nếu mà họ muốn. Nếu mà họ muốn và mỗi lần từ đây bây giờ thì nếu mà có cái nghị quyết là nó muốn dùng nghị quyết là phải có đồng ý của 5 người, ít nhất là gọi điện thoại cho họ biết cũng được, thì bắt đầu từ đây. Nhưng ngược lại cái vấn đề Ngô Liên Vân, cái đó không có gì là sai, mà ngược lại cái chuyện nó rất là bình thường. Và tôi nghĩ đó là chuyện, tại vì suy nghĩ của tôi giống như thị trường nói chí là mình thấy một thành quả của người tị nạn thành công ở ngoài nhá, mà một làm được cái thành tích mà đóng cái phim như là to lớn như vậy, thành công ở Hoa Kỳ cũng như Canada, mình nên được cơ hội vinh danh để mà khuyến khích giới trẻ tham gia vào cái lĩnh vực nghệ thuật phim ảnh.
Tại vì mình có nhân tài như vậy đó, một ngày nào đó mình mới có được những nhân tài mà làm được những phim bề thế hơn, ví dụ như Journey from the Fall, những cái gì đó. Hay là tôi cũng kỳ vọng là người Việt Nam có nhân tài trong phim ảnh để làm những cái chuyện như là Killing Field, đấy, cái phim tàn sát ở Campuchia, đấy, để mà kể rõ là câu chuyện của người Việt Nam, của cải tạo Việt Nam, của tù nhân ở Việt Nam, của những người bất tự do tôn giáo Việt Nam. Nhưng mà mình phải vinh danh những cái thành phần này để đào tạo cái cơ sở, thì căn bản là làm như vậy. Nhưng mà có suy nghĩ của mỗi người khác nhau, suy nghĩ có nhiều khác, có suy nghĩ khác nhau, nhưng mà suy nghĩ của mình khác không có nghĩa là người kia sai. Suy nghĩ mình khác, cho dù mình đa số hay thiểu số, mình không thể là nói là người kia sai. Cũng như tôi nhìn nhận là, cũng như là và tôi hiểu rằng có nhiều người họ có suy nghĩ như vậy, mà tôi không dám nói họ sai. Tôi chỉ nhìn nhận là có cái suy nghĩ đó, nhưng mà tôi trách nhiệm tôi hay là của thị trường nói chuyện phải cân nhắc có nhiều suy nghĩ khác, thì chỉ nghĩ phải quân bình ra, mà không những quân bình ra số lớn số nhỏ, thì chúng ta chỉ phải có cái trách nhiệm bảo vệ cái uy tín, cái danh dự, cái protocol của thành phố, của cái nguyên tắc làm việc của thành phố. Thành ra thì chúng ta chỉ có rất nhiều cái trách nhiệm cần phải làm cái đó. Và khi ông ta quyết định cái hướng đi như vậy thì ông ta quyết định cái hướng đi như vậy, cái đó tôi cũng không có dám nói là có đúng là sai. Tôi nghĩ cái đó là chuyện rất là bình thường, không có cái gì là ầm ĩ lên để mà làm một cái chuyện mà dùng cái cớ đó để mà đánh bể cái thành công của cuộc đời năng. Cái đó là cái chuyện không chấp nhận được. Hai anh có câu hỏi gì không? Không, tôi xin phép phải xin phép được chúng ta cần phải speed up nhưng mà như vậy là để trả lời cho câu hỏi của anh Lân hồi nãy, luật sư không có đúng và sai phải không? Tôi không, tôi nghĩ cái quyết định của thị trường tiêu chí nghĩa là không có rút lại hay không có đòi lại hay không có, tôi nghĩ cái chuyện đó là cũng là bình thường, chính đáng, không có gì là chúng ta nói về cái quy trình, chúng ta nói về cái quy trình. Ồ, cái quy trình là không có gì là sai. Cái quy trình không sai là vì đó là cái mẫu resolution, cái mẫu nghị quyết trong cái hình thức đó, là thị trường tiêu chí mấy cái mẫu lên là đưa thư ký đánh vô cái chữ này, rồi ký tên là gửi đi thôi. Mời luật sư, tức là hồi nãy đó Khải đồng ý với luật sư ở cái điểm khi mà nói là cái vấn đề mà rút lại á, không phải là cái kim bài miễn tử. Phim Hai Phượng là một sản phẩm tuyên truyền. Và nếu mà nói là thi hành nghị quyết 36, đây là một trong những cái gọi là sản phẩm văn hóa tuyệt hảo, hoàn hảo để mà thực hiện cái nghị quyết 36. Bây giờ nếu mà thị trường trí tạ có xin lỗi, có rút lại, thì một số người họ cũng nói là cái đó chỉ là cái cớ thôi. Cái lý do chính là cái quá trình nó escalate, nó gia tăng cái sự mâu thuẫn lên, là tại vì sao tiếng Mỹ nó gọi là cover up. Đúng không ạ? Tại vì có thể thị trường chứ ta thật sự nghĩ là mình không làm gì sai hết, nhưng mà thay vì cho những cái người chỉ trích thị trường, lên án thị trường có cơ hội để đối thoại, để nói chuyện với nhau, thì mình lại ra vẻ kẻ cả, hoặc là họ nói là mình dùng cái quyền lực của mình, dùng cái vị thế của mình, cái chức vị của mình để mà bịt miệng người ta, để mà cấm đoán người ta, mới xảy ra những cái nghị quyết này, rồi đưa ra những tranh cãi. Thì giống như Tổng thống Nixon, cái vấn đề mà những nhân viên đột nhập vào cái văn phòng thật sự nó chỉ là một cái tội tiểu hình, đúng không ạ? Nó không có là cái gì hết. Nhưng mà vì mình cover up, mình che đậy, mà trong quá trình che đậy mình lạm dụng quyền lực để che đậy cái sự việc rất là nhỏ. Thì kính thưa luật sư, cái đó là lý do mà Khải nghĩ rằng là cái chuyện này nó sẽ không có dừng lại ở đây, tại vì nó too little too late. Dạ vâng, thưa anh Khải, tôi ghi nhận cái nhận định của anh là cái phim đó là phim tuyên truyền hoàn hảo của Việt Nam. Nhưng mà tôi cũng coi cái phim đó, tôi nhận cái phim này nó thể hiện cái sự bê bối, cổ tả, gọi là mất thiếu khả năng của công an Việt Nam. Công an gì mà một người đứng ở ngoài viên chạy vô hết, coi hết tất cả cái tin mật, tôi có điều tra, chạy vô cái rồi bóc hết tất cả, bóc đi, mà chỉ có một người thôi chạy vô cái hang ổ của cái băng đảng đó. Mà công an cả bao nhiêu năm rồi không làm được cái gì hết. Công an gì mà cái một cô gái đã làm được như vậy rồi, thì công an nó điều đã chứng tỏ là cái công an này, tôi nghĩ tôi chưa thấy cái cảnh sát nào mà để hết tất cả cái tin mật, cái chi, cái bulletin board để cho người thấy. Và tất cả nó thể hiện cái hiện tượng của Việt Nam về cái chuyện như là băng đảng tội phạm. Mỗi người có nhận thấy không? Tôi không có nói 20 giây để Khánh. Thưa luật sư, chính cái điểm đó mới nhìn ra thì tưởng là lên án công an, nhưng mà nó lại thể hiện cái sự nhân bản. Là sao? Nó chỉ nói lên cái sự yếu kém của cái người tiếp dân, tức là cái cán bộ cấp thấp. Chứng tỏ anh ta lo chạy ra lấy nước, lấy thuốc cho cô này, anh ta chỉnh mãn để cô này có lấy được hồ sơ mật.
Nhưng mà như vậy chứng tỏ là công an họ không có hèn với giặc ác với dân, không có lên mặt kẻ cả. Và cuối cùng là Bộ Công an đã lên cái gọi là lên án, để mà cuối cùng là công an Cộng sản Việt Nam mới là cái người giải quyết cứu được hai Phượng, chứ không phải hai Phượng là người cứu được con mình. Tôi ghi nhận ý kiến của anh đã, cho nên ý kiến của anh Khải. Nhưng mà tôi có nhìn nhận khác, cái đó là mỗi người một ý kiến khác nhau. Tôi nghĩ nếu quý vị hỏi 5-7 người, 5 người thì quý vị sẽ có được 7 ý kiến khác nhau về cái nhận định của cái phim này. Nhưng mà tôi muốn trở lại cho vấn đề này anh Khải nói. Tôi không biết anh Khải nghĩ đến cái chữ cover up là cái gì, nghĩa là che giấu là cái gì, bịt miệng là cái gì. Tôi không hiểu cái chữ đó từ đâu ra. Mà nhìn rõ ràng liên quan cái vụ nghị quyết này, tất cả mọi người, một số người lên tiếng, thì chuyện đại chiến của Hội đồng thành phố đã tổ chức biết bao nhiêu buổi điều trần để mà cho mọi người phát biểu ý kiến, để mà trình bày được hết. Thì chuyện đại chiến cũng trình bày rõ ràng quan điểm của mình, tất cả mọi người trình bày rõ ràng quan điểm của mình, thì chuyện đại chiến cũng đi đến báo chí, phong cập báo chí. Không những như vậy mình, thì chuyện đại chiến đi thăm các hội đoàn, ngồi ăn tiệc với họ, tất cả mọi người chứ không có cái gì để mà che giấu, không có cái gì mà bịt miệng. Tôi không hiểu mọi người lấy cái chữ bịt miệng, che giấu rồi nixing ở trong này liên hệ với cái gì trong cái chuyện này. Cái đó là cái những như người nào, nhưng mà những cái vận động bãi nhiệm kia họ vẫn nói như chữ đó, họ nói một cách vô tội vạ, họ nói một cách vô trách nhiệm vì những cái chữ như là che giấu, bịt miệng, độc tài rồi ác bá rồi chứ. Tôi không hiểu họ dùng xin lỗi được các luật sư, tại vì cái này nó cũng có liên quan. Xin lỗi anh Khải luôn, là năm qua có thể là suy nghĩ là như vậy. Cái chuyện mà anh Khải nói về bịt miệng có phải là cái nghị quyết mà đưa ra nói là cái số đông mới được quyền đưa ra, đưa một cái chi tiết gì đó vô nghị trình, đúng không thưa anh? Dạ. Và chỉ có một mình riêng ông thị trưởng Tại Đức Chí là chỉ được một mình ông đưa được, dạ, được một mình ông là có thể đưa mọi thứ vô trong, dạ, nghị trình rồi, phải không? Có quyền đưa ra nữa để trả lời cái đó rồi. Dạ. Okay. Cái đó không có gì liên quan tới bịt miệng chèn ép gì hết nha. Nên nhớ là ở cái thời điểm đó qua gần 8 tháng rồi, có một nghị viên cứ mỗi lần họp hành là cứ đưa đủ thứ chuyện lên đá phá, rồi chửi bới, chỉ trích người kia, rồi gây ra cái sự náo động ở trong thành phố. Đó là như vậy. Thành ra trong cái vai trò của thị trưởng, cái vai trò của hội đồng thành phố, họ phải coi buổi họp của mình cần phải có cái ổn định, phải có cái phương thức rõ ràng ra. Chứ không có thể là tiếp tục được, không ai làm được cái gì hết trơn. Cho nên họ mới đề nghị một cái giải pháp là ok, bắt đầu từ đây ai có những cái đề nghị sáng kiến gì đó nên trình bày trước mọi người. Nếu có thỏa thuận, đồng ý của đa số thì sẽ được đưa ra vào cái nghị trình thời gian sắp tới. Và khi đưa ra nghị trình thì cái nhân viên sẽ phải điều tra, báo cáo, chuẩn bị lại để mà trình bày với cái nghị viên là như vậy. Và cái nghị trình thì đương nhiên họ có cái là phải có đa số rồi mới được đưa lên nghị trình để thảo luận. Nhưng mà đương nhiên cũng có nhiều chuyện rất là cấp bách. Ví dụ như đùng cái tự nhiên Cộng đồng Việt Nam muốn biểu tình vào cái thứ sáu tuần này thì dân sát. Là vì hôm nay là chờ 3 người để làm cái đó. Thành ra họ mở cái đường cho thị trưởng Chí là ok, nếu mà thị trưởng Chí muốn đề nghị như vậy thì không cần phải biểu quyết như vậy. Thì họ mở đường để có những cái chuyện đó có thể thực hiện được. Now, chương trình này nó có phải là bịt miệng chèn ép gì không? Không. Đây là cái thủ tục rất bình thường của rất nhiều thành phố ở quận Cam cũng như là tiểu bang California đã có thủ tục đó. Khi mà trước khi đưa ra nghị trình còn phải có cái biểu quyết của 2-3 bao nhiêu đó là bộ quyết như vậy. Họ dùng những cái phương thức này để mà giảm thiểu những cái trường hợp, những cái người mà tìm cách là phá rối, tìm cách grandstanding, những tìm cách gọi là khiêu ngạo, chọc tức người này người kia, họ dùng cái môi trường đó làm như vậy, giảm thiểu họ không có cái cơ hội làm. Có bịt miệng hay không? Không bịt miệng được. Là tại vì tất cả mọi người vẫn có quyền nói, họ vẫn quyền phát biểu. Nghĩa là nếu mà mọi người cảm thấy như là nghị viên tài đổ hay nghị viên serial concept, họ không có bịt miệng gì hết. Họ vẫn tiếp tục, họ nói nhiều hơn nữa. Mỗi buổi họp họ có bài diễn văn 15 phút, 15 phút viết sẵn cho để trình bày. Họ cái môi trường của họ, họ còn tổ chức tham gia recall bãi nhiệm. Họ còn ra tuyên bố là hey, thành phố Washington là thành phố, bây giờ chính thức là thành phố Hồ Chí Minh. Họ còn tuyên bố như vậy mà họ cũng không có sợ, không ngán gì hết. Thành ra, nói là bịt miệng là chuyện hoàn toàn không có, là cái chuyện bôi bác, là cái chuyện rất là bôi nhọ cho thành phố. Cái chuyện tất cả mọi người đều có quyền nói. Họ chỉ muốn nói rằng, họ chỉ cái nghị quyết đó, họ chỉ muốn nói rằng mà nếu anh muốn trình bày phải qua cái nguyên tắc quy củ đó, là cái chuyện không phải là đầu tiên ở thành phố chúng ta. Cái chuyện là tất cả các thành phố đều, nhiều thành phố đã có cái phương thức làm như vậy để mà giảm thiểu những cái sự chống phá đó. Nào, ngay cả cái chuyện như là tuyên bố nghị viên thành phố
như thành phố Washington, tự dưng thành như thành phố Hồ Chí Minh City. Họ coi đây là chuyện đùa, họ coi đây là cái chuyện gọi là sarcasm, họ nói là đây là chuyện nghĩa mai chuyện nói thôi. Nó đây là cái chuyện rất là vô trách nhiệm, đây là cái chuyện rất là vô ý thức, là cái chuyện như đâu nếu họ nói là thành phố Hồ Chí Minh, tôi tưởng tượng nếu là thành phố Hồ Chí Minh, ok, là cảnh sát phải lôi ông nghị viên tài đổ vô trong nhà sau rồi, ok, ông ngồi trong đó 15 phút hay là 2 ngày xong được, ông mà tiếp tục nữa tôi lôi vô bóp của thành phố trong cái bóp của thành phố đó là thành phố là Hồ Chí Minh, họ làm như vậy. Cái là thành phố Hồ Chí Minh gì, nếu mà làm như vậy tôi nói nó vô trách nhiệm là cái gì? Vô trách nhiệm là anh nói Hồ Chí Minh mà anh vẫn oan anh nói như vậy, anh vẫn lên diễn đàn anh tuyên bố tùm lum la hết, anh vẫn tham gia bầu cử. Người ta nói ô mấy Việt Nam nó chống Hồ Chí Minh chi vậy, chống Hồ Chí Minh là cái gì mà Hồ Chí Minh nó vẫn được làm như vậy, nghĩa là cái gì? Họ coi thường cái mục tiêu chống cộng của mình, cái chính nghĩa Hồ Chí Minh không phải như vậy, thành phố Hồ Chí Minh không phải như vậy. Đó là do tôi biết đây là một cái câu bố, you know, khai he tức lên he nói như vậy, he là sarcasm, họ dùng cái đó là tôi dịch cái chữ là mỉa mai, châm biếm này nọ, nhưng tôi vẫn nói cái đó là tuyên bố rất là vô trách nhiệm, rất là vô ý thức, không hiểu được cái hoàn cảnh của Hồ Chí Minh là ai, thành phố Hồ Chí Minh là gì, và áp dụng chương trình nó làm cho cái cộng đồng Việt Nam của mình trở thành cái trò hề. You know, họ nghĩ nếu mà người nào mà nó cho dù nghĩ một cách gọi là sarcastic, nghĩ một cách là mỉa mai, nó là Hồ Chí Minh, nó nói Hồ Chí Minh is not bad, Hồ Chí Minh không có tệ lắm, Hồ Chí Minh nó vẫn còn ơi nó vẫn nói như vậy, nó vẫn ra lên đài nó nói như vậy, nó lên bao nhiêu chuyện cơ quan truyền thông nó vẫn nói như vậy, nó vẫn tuyên bố ngang xiên là cái thành phố này trở thành Hồ Chí Minh, thì Hồ Chí Minh không phải là người xấu. Thì đó là cái vô trách nhiệm của cái câu tuyên bố đó của nghị viên tài đổ, thì cái đó là cái tôi có vấn đề với cái câu nói đó là như vậy. Mình là có một số những cái rất là nhiều những cái bài viết của luật sư Lân cũng như là những người chống bãi nhiệm nhắc tới cái vấn đề là có những cái bằng chứng là có gian lận trong cái vấn đề lấy chữ ký, vân vân. Nếu mà đã là gian lận trong cái vấn đề bầu cử, trong đó có cả cái vấn đề bãi nhiệm, đối với Hoa Kỳ, đối với Mỹ thì đó là một cái tội. Vậy tại sao cái phía chống bãi nhiệm vẫn chỉ lên tiếng ở trên dư luận mà thôi, mà không đưa cái đó ra thành cái vấn đề pháp lý? Phải chăng là nó không đủ dữ kiện cho nên chỉ dùng cái dư luận mà thôi, thưa luật sư? Thế nên đây là vấn đề chúng tôi đã có luật sư thông báo cho cơ quan chính quyền như vậy, điều tra hay không thẩm quyền của họ. Trách nhiệm cá nhân tôi hiện nay tôi đang thu thập cái affidavit của những người chứng kiến cái đó, thì có chỉ có những cái affidavit đó, lời khai của những người được khai hữu thể đó, sworn statement của những người đó, chúng tôi sẽ trình bày vấn đề. Nhưng mà trước khi đi đến cái giai đoạn các cơ quan điều tra họ không có phải kêu họ cái điều tra ngay, họ nghiên cứu và thăm dò đến lúc khi mà chuyện xong hết trường này, nếu cái bầu cử xong hết trường này, nhưng mà cái là chuyện họ vẫn làm, chúng tôi vẫn làm, chúng tôi không thể là nói rằng chờ cái đó. Nhưng mà trong thời gian hiện nay chúng tôi vẫn lên thông báo cho mọi người hiểu, thứ nhất để cho mọi người thấy được rằng ô những cái chuyện thông trong tập chữ ký này không phải như vậy, chứ vì họ có cái quyền, họ hiểu rõ hơn, họ đòi hỏi cái quyền của họ đã có văn bản giấy tờ, họ có quyền làm nhận. Nhưng mà cũng là cùng mục đích để tôi, nếu mà ai có những cái hiểu biết về cái đó thì có thể liên lạc với tôi để tôi đang thu thập chữ ký cái đó, chúng tôi đang làm cái chuyện đó. Và cái chuyện đây không phải là cái chuyện đánh trống không, mà không lo cái thực chất của vấn đề, chúng tôi đang tiến hành những cái chuyện chúng tôi cần thiết phải làm. Nhưng mà cái chuyện nó cũng rất là nhiêu khe ở cái chỗ cái nhiều người cũng không biết, họ đi làm đó họ cũng đâu nghe đài, đâu nghe đọc báo, đâu có coi YouTube này đâu, để mà họ thông báo cho tôi, thì là chúng cũng có nhiều người ký lầm, cũng như người ký lầm thì không có biết cái chuyện đó. Và đây không phải là chuyện để chúng tôi chỉ nói thôi, quý vị chỉ cần ra các trạm chợ State of Us, chợ Walmart, quý vị coi những hình ảnh, quý vị coi những video, quý vị nói chuyện đó là chuyện rõ ràng, chứ mà rõ ràng trước mắt là mấy người này đang treo đầu dê, wow, treo đầu dê bán thịt chó. Những người trong họ bait and switch, họ lôi những người này vô một cái, họ nói nhưng mà ký cái này cái kia. Nhưng mà anh nếu mà chỉ coi những hình ảnh như thế là họ toàn treo bảng là rent control, giảm thiểu tiền thuê nhà. Rồi mà họ tôi đã gặp những người nhân chứng, họ đã nói rằng ô ký cái này là thi ghi danh đi bầu thôi, ký cái này để hỗ trợ thị trường tài chính, ký cái này để ký phí bầu thôi chứ không phải recall. Họ nói như vậy, và tôi biết những người đến tôi nhận lời khai, họ
ký nhận những cái đó dưới cái penalty provision, tôi nghĩ là họ khai nói gian với tôi là họ phạm pháp, thành tôi nghĩ họ làm như vậy. Và tôi đã biết rõ những người này họ làm những cái chuyện như vậy. Phía bãi nhiệm qua ông Phạm Kim Long cũng như là qua ông Hoàng Kiều cho biết là chữ ký đã đủ và họ sẽ còn lấy tiếp. Nếu như những cái tuyên bố đó hay là những cái thông báo đó là đúng thì có nghĩa là sẽ đưa tới cái ngày khi mà cử tri có thể tới phòng phiếu để mà có thể cho biết ý kiến của họ là có muốn bãi nhiệm hay không. Chúng tôi được nghe rằng là cái phía chống bãi nhiệm sẽ cố gắng làm như thế nào, nếu phải đưa ra phòng phiếu như vậy thì sẽ cố gắng làm như thế nào để cái ngày mà đưa ra phòng phiếu cho người dân bầu đó sẽ không trùng với cái ngày mà có cái cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3 năm 2020. Lý do là để tránh bớt cái sự ra bầu cử ào ạt của các sắc dân khác thì nó sẽ bất lợi cho cái phía các dân cử bị bãi nhiệm, mà sẽ canh thời gian như thế nào để cho nó hoàn toàn nó không có rơi vào cái cuộc sơ bộ, dù là nếu không rơi vào thì sẽ tốn tiền nhiều hơn để có thể gọi là cái số lượng mà người muốn chống muốn bãi nhiệm bớt đi. Chuyện đó như thế nào thưa luật sư? Cái đó tôi không biết, tôi nghĩ anh phải nói chuyện với là các nghị viên của thành phố, các luật sư thành phố họ tính toán cái chuyện đó. Tôi không chịu biết cái trách nhiệm của tôi. Nhưng luật sư đây là một người rất là gọi là thân cận ở trong cái nhóm chống bãi nhiệm, có điều đó là điều khẳng định. Nó tùy rất nhiều yếu tố, tùy thuộc cái là khi nào họ thu thập chữ ký xong, họ thu thập bây giờ, hôm nay, ngày mai, tuần tới, tháng tới, tháng 12, mình không biết được cái thời điểm họ xong như thế nào và cái thời điểm đó nó rơi vào cái lễ lọc nào, cái ngày nào của hội đồng thành phố họp như thế nào đó, và nó tùy thuộc vào yếu tố là các chuyên viên mà đếm phiếu đó họ cần 15 ngày là đếm, họ cần 30 ngày là đếm, họ cần đếm nhanh, đếm chậm, là bao nhiêu phiếu có, bao nhiêu hợp lệ, bao nhiêu không lệ, nó tùy rất nhiều yếu tố. Thành ra tôi chưa tính toán tới những bước sau đó, tính tôi chỉ lo chuyện ở lúc này, hiện nay tôi nghĩ tập trung của tôi là vô hiệu hóa cái chữ ký, giảm thiểu cái số chữ ký mà người ký. Tôi mục tiêu của tôi ngay từ đầu tôi muốn nói tôi chỉ muốn chấm dứt cái này càng sớm mà tốt, tại vì tôi không có ngại cái chuyện thành công hay không thành công của cuộc bãi nhiệm, mà tôi chỉ muốn chấm dứt cái càng sớm mà tốt. Tại ngày nào chấm dứt tôi có thể yên ổn lo những chuyện khác, và các nghị viên này có thể tập trung lo những chuyện có ích lợi hơn cho cộng đồng, chứ không phải bận tâm vào những chuyện ví dụ như ngồi đây nói chuyện tranh cãi với nhau về những cái chuyện như ngày hôm nay. Thì nó là liên quan tới cái loạt bài mà luật sư Nguyễn Quốc Lân đăng trong thời gian gần đây, loạt bài cậy đăng dường như đã tới loạt bài cậy đăng số 7, thì ông Hoàng Kiều có trên cái livestream của ông ấy cũng như là qua một cái phỏng vấn mới nhất gần đây của Forbes TV, ông nói rằng là họ phía những người phía ông Hoàng Kiều đang nghiên cứu những cái bài đó và để xem có thể kiện luật sư Nguyễn Quốc Lân hay không liên quan tới những cái chi tiết ở trong các loạt bài đó. Luật sư nghĩ sao? Tôi vẫn biết chuyện đó, mà tôi nghĩ là cái chuyện rất là bình thường. Khi mình làm việc ngoài mình phải có cái trách nhiệm của những gì lời nói của mình, mình phải chấp nhận những hậu quả đó. Tuy nhiên về vấn đề ông Hoàng Kiều, ông nói kiện thì ông kiện biết bao nhiêu người rồi, bao nhiêu vụ kiện, như BBC, người Việt, Trần Nhật Phong, những người đó, ông đều thua hết. Ông đều thua hết, không những thua không, những chuyện mà rất là vô cơ ốc, thua vụ kiện, thua là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà thua bị bắt trả đó tiền phạt luật sư phí, vì cái đạo luật nó gọi là anti-slap, tức là kiện người vô cớ, kiện người bịt miệng, vú em bịt miệng, cả miệng đó, cả vú lấy miệng em, cả vú lấy miệng em, kiện để mà bịt miệng thiên hạ. Cái đó chuyện hành động không cho phép, đó lý do tại sao tòa buộc ông Hoàng Kiều phải trả tiền bồi thường luật sư phí trong kia. Mỗi lần kiện mà thua như vậy là mấy trăm ngàn chứ không phải ít. Tôi nghĩ một người bình thường là bị xiển lẻn rồi, bị phạt mấy trăm ngàn như vậy là xiển lẻn, là giải nghệ rồi. Nhưng mà có những người họ tỷ phú, họ nhiều tiền, họ có thể tung tiền họ làm như vậy, vì họ nghĩ rằng họ có đủ tiền làm để mà để bịt miệng thiên hạ, chứ không phải là thành công với vụ kiện. Thành ra tôi không có sợ cái trường hợp đó. Tôi vẫn chịu trách nhiệm những gì tôi nói. Trách nhiệm tôi cần lên nói là tôi phải nói. Nhưng mà tôi không có nghĩa là tôi nói một cách vô trách nhiệm, tôi nói một cách vô tội vạ, tôi không có như làm như vậy. Cái trách nhiệm của tôi cũng như tất cả những người thân chủ của tôi phải có cái trách nhiệm những cái đó, nhưng mà tôi không có ngại ngùng cái đó. Nên tôi nghĩ ông Hoàng Kiều vẫn cứ, tôi nghĩ là trong một số chuyện gì, cái hay nói 17 triệu, tôi không hiểu ông nói những 17 triệu từ đâu ra. 17 triệu là ông đã thua hầu hết các vụ kiện ông đã làm.
tôi hiểu nghĩ ra được cái chữ 17 triệu. Cái chữ 17 triệu là ông kiện ông Dominic Phạm. Ông nói là cứ mỗi một chữ là ông kiện là bao nhiêu tiền đó, thành ra ông cộng lại thành ra là 17 triệu thôi anh. Có dạ, thể là có tính toán của ông như vậy. Thưa luật sư, vào cái status ngày 25 tháng 9 trên Facebook của luật sư Nguyễn Quốc Lân thì có nói thằng đây có phần tiếng Việt không không? Nói là tiếng Anh. Signature collection scams in recall campaign continues despite community awareness effort exposing the schemes. We are collecting statements from witnesses. Call my office if you have evidence or know something. Thưa luật sư, sau đó luật sư cũng tiếp tục đúng không ạ? Ngày 25 thì cũng có một cái nữa. Please share to our alert community. Signature collection scams continue despite public exposure of the schemes. Thì thưa luật sư, cái vấn đề này có nghĩa là luật sư Nguyễn Quốc Lương đã nói là những cái người thu thập chữ ký là có những cái hành động gian lận, đúng không ạ? Và tức là đó là lời khẳng định, và nói ai có bằng chứng liên lạc với luật sư. Thì bên phía tỷ phú Hoàng Kiều, ông ta nói rằng ông ta sẽ kiện luật sư về cái tội gọi là intimidation, đúng không ạ? Tức là có nêu ra cái án lệ về ông Tân Nguyễn, ứng cử viên Tân Nguyễn. Khi đó cũng nói ra một cái sự thật, tức là những người chưa có quốc tịch thì không được đi bầu. Nhưng mà khi mà ông ta gửi thư đến những người Hispanic đó mà nói ra cái sự thật đó thì bị truy tố, thì ông ta vẫn bị đi tù là sao? Hâm dọa cử tri. Thì luật sư nghĩ sao về cái vấn đề mà ông tỷ phú Hoàng Kiều hoặc là những luật sư của ông ta sẽ kiện? Vâng, thưa anh, những gì tôi nói trong tên của tôi chịu trách nhiệm. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đã làm chuyện này, 20-30 năm rồi, và tôi nghĩ tôi còn sống ở đây được mười mấy 20 năm nữa để làm chuyện này. Tôi không có hủy hại uy tín của tôi. Anh sống với cái chuyện này. Anh sống ít như vậy sao? Tôi không biết là tôi sẽ chủ đề nào mà giữ gìn uy tín của tôi trong thời gian sắp tới. Tôi muốn khi mà tôi nói có người tin nghe tôi như vậy, cái đó rất là quan trọng cho tôi. Nha, tôi không có mập mờ, tôi không có dùng chữ sai, tôi không có đánh lận con đen, thôi làm cho tôi bảo đảm cái chuyện dứt khoát là như vậy. Ai muốn nghĩ sai thì nghĩ, đó là quyền của họ. Ok, tôi vẫn giữ cái trách nhiệm của tôi, giữ cái lời nói văn bản thông báo của tôi. Nó có uy tín, nó có cái trọng lượng của cái đó. Đây là chuyện không phải là mới hôm qua, đây là chuyện trong cuộc tranh cử đây thôi, là chuyện mấy chục năm mà tôi vẫn muốn giữ cái đó. Nào, khi anh nói tới chuyện anh Nguyễn Tân á, anh cái đó sai, cái đó không có đúng. Cái chuyện Nguyễn Tân là ông ta gửi cái thư ra nói rằng nếu anh là emigrado, anh bầu cử thì anh sẽ bị truy tố. Emigrado trong tiếng Spanish mật chữ có người mẻ thôi, nó có nghĩa là green card holder, người cầm thẻ xanh. Trong khi cái thành phần báo chí là Bộ Tư pháp, FBI cứ dùng cái lập luận là emigrado, tức là người di dân. Và bao nhiêu người hùng lại để truy đập anh Nguyễn Tân như vậy, nói là người di dân. Và từ di dân tôi vẫn đi bầu, cái đó không sai. Nhưng mà cái ói âm của anh Nguyễn Tân đó, somehow lúc đó anh sợ, anh lại chối ra, cái đó là ai làm mà tôi không làm. Trở thành nói dối với FBI, và họ kết anh cái tội nói dối FBI chứ không phải là cái tội nói này. Và cái chuyện này là cái chuyện lần đầu tiên một dân cử gốc Việt tranh cử mà bị cả nguyên cái thế lực báo chí, truyền thông, rồi Bộ Tư pháp, liên bang, tiểu bang trù dập một người ứng cử viên cho Việt chỉ vì họ cố dịch sai. Tôi lúc đó tôi không có hiểu, nhưng mà sau đó tôi mới hiểu được rằng cái chữ emigrado mà anh Tân nói đó là ám chỉ cái người có thẻ xanh. Cái chuyện là đúng. Nếu mà mọi người nhìn nhận cái dịch đó đó thì anh Tân hoàn toàn không có gì sai, nhưng mà mọi người vẫn cứ lập luận cái chữ là emigrado, tức là người di dân, thì mới truy tập anh Tân như vậy. Thành ra tôi nghĩ rất là tiếc nếu anh Tân lúc đó mà khi gặp FBI, gặp cái gì cho nó, tôi làm cái đó làm gì tôi giờ problem với đó thì ok là. Thì nó không có sao hết, thì cái đó không có cái gì hết. Nhưng mà tại vì anh đi chối lập luận là cái này người làm, tôi người kia người làm, tôi không biết, cái đó là chuyện sai, cái đó chuyện khác. Nhưng mà đừng có dùng cái chuyện đó đối với trong chuyện này. Ok, thì chuyện rất tiếc, rất là tiếc. Tôi nghĩ là cộng đồng Việt Nam để cho thế lực lớn như vậy họ trù dập một ứng cử viên của mình mà không ai dám nói lên tiếng. Bây giờ ngay cả cá nhân lúc đó của tôi, lúc đó tôi cũng rất là hèn nhát, tôi cũng tranh cử lúc đó, thành ra tôi không dám lên tiếng. Tại tôi không biết chữ tiếng Tây Ban Nha, tôi không biết đủ để chữ đó. Nhưng mà về sau này tôi mới biết là rằng chữ emigrado là với người Mẹ thôi, chứ không phải tiếng Tây Ban Nha bình thường. Tiếng Spanish bình thường nó là kiểu di dân. Nhưng mà với người Mẹ ở Đài Loan á, họ gọi đây những người có thẻ xanh. Thì cái chuyện ông Tân nói là đúng. Thành ra mọi người nếu mà có cái cơ hội sửa lại cái record đó là cái chuyện cực
tế nó là cái vấn đề như vậy. Xin lỗi anh Hải, Khải cho anh Nam Quang hỏi xíu. Như vậy thì sau cái kinh nghiệm đó của ông Tân Nguyễn đó thì cộng đồng Việt Nam, những người mà làm politics, những người làm chính trị có học được một cái kinh nghiệm là phải đoàn kết nhau để mà tránh cái trường hợp đó xảy ra không thưa? Nếu mà nhìn lại, nếu mà trở lại cái lúc ngày hôm đó, tôi phải nói là hey, tất cả quý vị, xin nhìn thực thật. Tôi muốn các người truyền thông, báo chí, chuyên gia nói rõ ràng cho quý vị, mọi người biết là chữ emigrado với cái slang của người Mỹ là người có thẻ xanh, chứ không phải là người di dân. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng cả nguyên thế lực, tôi không biết là họ biết tiếng Tây Ban Nha nhiều hơn tôi, tôi không có biết, nhưng mà họ im miệng hết, họ bịt miệng cái đó để họ vô chèn ép, rất là hoàn toàn, rất là oái âm vô lý cho một người Việt Nam. Nhưng mà chuyện nó lỡ rồi, chuyện nó xong rồi thì nó... Nhưng mà thưa luật sư, cái đó nó lại đi ngược lại vấn đề hồi nãy mình nói là cái từ cover up, đúng không ạ? Có nghĩa là cái lỗi lầm ban đầu nó không phải là cái lý do chính, nhưng mà cái động thái, những cái quyết định để mà bào chữa cho cái những lời chỉ trích nó mới dẫn đến cái gọi là cái kết cuộc. Anh Khải, tôi không biết ai cover up, tôi không biết là ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tôi không biết là ông chú FBI, anh có hiểu chưa em Greg đâu. Ông Khải đang nói là thị trường trí tả đó, có nghĩa là hồi đầu, đúng không ạ, là những người người ta phê phán ông về cái nghị quyết vinh danh, đúng không ạ, giống như luật sư nói, có thể chuyện nhỏ cùng lắm nói xong rồi cũng bỏ qua hết, nhưng mà chính vì người ta nói là những cái là mình không vậy, Khải đồng ý luật sư tạm thời chưa dùng từ cover up đi, nhưng mà cái những cái mà hành động để mà bào chữa hoặc là những cái phương thức để mà giải quyết đối phó với những cái lời phê bình đó, nó mới dẫn đến cái việc bãi nhiệm thưa luật sư. No. Anh vẫn dùng chữ cover up, tôi không hiểu chữ cover up nghĩa là cái gì với anh Khải nhé. Thì chuyện này không hề có cái gì cover hết, tất cả mọi chuyện anh muốn ra trình bày hiện nay, anh muốn ra trình bày anh nói chuyện ngôn ngữ cũng được, không ai cấm anh hết. Và có biết bao nhiêu cuộc điều trần cũng đã nói rõ ràng về cái quan điểm ông nói qua bà nói lại, cái chuyện nó không có gì cover. Phải, xin lỗi anh, không có ai lên. Bịt miệng ai, không có ai che giấu ai về nói những cái chuyện gì. Tại đó tôi không hiểu là anh dùng cái chữ cover anh lấy từ nhập. Cái vấn đề không phải là cái người nghị viên đối lập không có quyền nói, nhưng mà tiếng nói của họ là họ nói họ nghe trong cái buổi họp đó thôi, đúng không ạ? Tức là ngồi nói cho sướng miệng, không có được đưa vô nghị trình, nghĩa là sao? Thứ nhất không có văn bản, đúng không ạ? Không có chính thức và không bao giờ có thể trở thành nghị quyết, giống như cái nghị quyết mà bây giờ được gọi là nghị quyết 36, nghị quyết chống nghị quyết 36 đó. Cái nghĩa là sao kính thưa quý vị? Giống như bây giờ ngay cái tuần sau thì những cái người dân cử gốc Việt đó nói rằng là ô, chứng minh là tôi đồng ý cho cái ông tài đổ này đưa vô nghị trình mà, đúng không ạ? Thành ra cái nghị quyết vừa rồi, cái quyết định vừa rồi nó không có bịt miệng. Nhưng mà thưa luật sư, mình không thể ký một cái blank check, một cái ký một cái check mà không cần đề ngày, không cần đề tên, không cần đề số tiền, giao cho một người. Có nghĩa là cái nghị quyết mà ba vị dân cử đa số đó, đúng không ạ, thông qua là bất cứ lúc nào họ cũng có quyền bịt miệng phe đối lập. Có nghĩa là sao? Cái phe đối lập không bao giờ có cơ hội đưa vào nghị trình để thông qua một cái nghị quyết chính thức, đúng không ạ? Nếu mà họ không muốn. Còn cái chuyện bây giờ bị áp lực quá, đang tranh cãi thì nó ok, cho vô. Nhưng mà bất cứ lúc nào, cái buổi họp hội đồng thành phố chỉ có mình nói mình nghe, nhưng mà phải đưa vào văn bản, đưa vào nghị trình, trở thành luật, trở thành nghị quyết nó mới có giá trị. Cái đó là lý do tại sao. Thưa anh Khải, tôi vẫn nói là không có bịt miệng. Lý do là nếu nghị viên tài đổ đưa ra một cái đề nghị gì về vấn đề có lợi cho thành phố, có lợi cho cư dân, có lợi cho cộng đồng, tôi nghĩ là ví dụ như không chống đối. Và họ ông nghị viên tài đổ đã làm nhiều bao nhiêu chuyện rồi, trong từ ngày có nghị quyết họ, nếu mà là chuyện chính đáng, chuyện lợi ích thì họ vẫn làm. Cái họ không muốn đưa ra là vẫn tiếp tục grandstand, tức là đứng lên vinh danh cho cá nhân mình để mà gây rối cộng đồng, một chuyện không đi đâu vào đâu hết. Họ chỉ ngăn chặn những cái đó mà thôi. Thành ra cái trách nhiệm giao chìa khóa cho ai, anh dùng cái dẫn chứng đó cũng không có đúng, tại vì tất cả các dân cử này có nhiệm kỳ của họ, họ có cái nhiệm kỳ, có nhiệm kỳ. Thì nếu mà anh giữ chìa khóa không có tốt thì nhưng mà vấn đề là nếu anh muốn bây giờ nghị viên tài đổ chỉ cần đưa ra những cái ý kiến, những cái sáng kiến, những cái lập luận, những cái nghị quyết nào mà có lợi cho cộng đồng, có lợi cho cư dân, tôi thích thích, tôi không biết là có ai dám chống đối. Nhưng mà thưa luật sư, mình sống ở xứ dân chủ tự do, đúng không ạ? Nó gọi là quyền tự do ngôn luận. Khải đâu, luật sư đâu có cần chờ Khải cho phép, hoặc là Khải không có cần chờ luật sư cho phép nói, đúng không ạ? Thì tại sao bây giờ mình phải nói bây giờ ông tài đổ cứ đưa ra những cái ý tưởng đàng hoàng đi thì chúng tôi sẽ cho phép nói, cho phép đưa vào nghị trình. Có nghĩa là Mỹ nó là phải đợi vào cái sự
mercy của ba cái người đó. Ý nói là khi nào dân chúng lên tiếng quá, để ý quá thì họ ok du di cho nói. Nhưng mà lúc nào họ không thích họ không cho nói. Tại sao phải ra cái luật như vậy? Nhà Trương Khải, dân chủ, tự do, dân chủ không có nghĩa rằng không có luật lệ. Anh vô hội đồng thành phố, cả cái giờ anh được nói, anh được nói. Nó quy định 3 phút, 5 phút, anh chỉ được nói như vậy thôi. Nói qua hơn, nó cướp anh. Anh nói một lần, anh nó trở lại lần thứ hai, nó không cho nói nữa. Cái đó không phải là ngăn cản. Cái đó là cái luật lệ cần phải có. Nếu mà hội đồng thành phố này không có luật lệ, hồ hồ nói chuyện tới sáng ngày hôm sau luôn. Không, đúng rồi. Thành ra, nếu anh nói chuyện là phải chấp nhận cái nền dân chủ luôn luôn có luật lệ. Ở trong cái vai trò của hội đồng thành phố, cái người thị trưởng là người điều hành cái buổi họp, họ có cái trách nhiệm nào cái đó. Chứ nếu mà chuyện cái vụ Tràng Giang Đà Hải mà không có ngưng chỗ nào đó, người ta sẽ phê bình ông thị trưởng là không biết điều hành cái buổi vậy họp gì, vậy thì, cái đó là vậy cái sư. Sai của cái luật. Vậy thì thưa luật sư, nếu trong trường hợp có thể không xảy ra nhưng mà có thể sẽ xảy ra, trong trường hợp ông Tài Đỗ muốn đưa ra một cái điều gì đó để được bàn ở trong nghị trình, cái điều đó có thể tốt cho thành phố nói chung, nhưng điều đó có thể đụng chạm tới quyền lợi của một trong ba người trong cái nhóm đa số còn lại, thì lúc đó ông Tài Đỗ có cơ hội để những người kia có trông đợi được là những người kia bỏ qua quyền lợi của họ để mà vì quyền lợi cư dân hay không, thì cái lúc đó lại là hoàn toàn cư dân cũng như là ông Tài Đỗ đều phải trông chờ vào cái mercy nghĩa là cái gì. Nếu ông có nghị quyết, nếu ông có ý kiến, tôi đặt giả dụ nghị quyết vinh danh lá cờ vàng mà sọc đỏ, tôi nói ví dụ như vậy nhá. Ông đề nghị bây giờ mình tái lập lại cái nghị quyết vinh danh lá cờ vàng sọc đỏ thành phố Quảng Tờ, ông đưa ra nghị quyết đi, mấy người chống đối, ông nghị viên Tài Đỗ vẫn có quyền ra báo chí, lên truyền thông, Facebook, ta nói mấy người này chống đối với nghị quyết vinh danh lá cờ vàng sọc đỏ, tất cả cử tri đều có cái cơ hội nhìn lại, tại sao lại ông lại làm như vậy. Họ đặt cái vấn đề đó, họ sẽ vô đặt cái vấn đề với vị dân cử kia, họ đặt cái vấn đề trong kỳ bầu cử sắp như đó. Vậy thì chính ông Tài Đỗ phải đi qua thêm một cái bước khác, tức là phải ra kêu gọi dư luận mới làm được cái điều mà các nghị viên còn lại trong nhóm đa số không cần phải làm. Tất cả mọi người đều mà đây làm không như phải vậy. Là tất cả mọi người đều phải làm như vậy. Tất cả những điều nhưng mà cái là hoàn toàn có cái điều bài đó. Cái câu hỏi của anh là cái assuming là tất cả những ba người còn lại là thông đồng với nhau. Quá khứ cho thấy đa số đều bỏ phiếu cho nhau là tại vì đó là, nhưng mà mình cái đó mình vẫn không biết chắc là người ta có. Ở đây không phải là assume mà đang nói là đặt cái trường hợp có thể xảy ra với cái điều kiện là cái, hoặc là bây giờ kể cả trong ba nghị viên kia đi, ví dụ như bây giờ ông Charlie Chí Nguyễn, ông muốn làm một cái nghị quyết gì đó, ông đưa ra một bàn một cái điều gì đó liên quan tới cái khu shopping đó, mà nếu mà làm cái đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới ông Chí Tạ hoặc bà Kim Ri Hồ, thì lúc đó ông chính bản thân ông Charlie Chí Nguyễn cũng không được đưa ra, tại vì không đủ cái số phiếu ba người, thí dụ như vậy thì có phải là tại vì có phải là cái quyền tự do được phát biểu của các nghị viên nó không ảnh hưởng quyền tự do, ảnh hưởng tất cả mọi người đều có cái quyền đề nghị phát biểu như nhau và mọi người đều có trách nhiệm. Anh đưa vào cái lăng, đưa vào nói cái chuyện trình. Nó giống như là tránh thị trưởng hay là cái nghị viên không có cái công nhất của trách nhiệm, họ chịu trách nhiệm những gì họ làm. Mỗi cái phiếu bầu của họ, họ đều cân nhắc cái lợi cái hại. Một ngày nào đó tranh cử tái tranh cử, họ phải trả lời những cái vấn đề đó. Và không những là chờ đến ngày tái tranh cử không, bây giờ chuyện ngày mai mà họ bầu một phía sai một cái đó là người ta gọi ra chơi cái việc đó có lẽ có câu hỏi này rất là hay cho nên quan xin cũng 10 giây luôn. Hay là có thể 15 giây. 10 giây thôi nha. 15 giây đi. Chúng ta đề nghị bây giờ đặt câu hỏi. Hiện nay á, chúng ta đang có một cái. Không, anh đang nói cái vấn đề cũ, cho phép anh lại. 10 giây trở xuống. Là luật sư mới nói ra là nếu mà họ không có chịu trách nhiệm cái hành động của họ, tự động lần tới họ sẽ thất cử hoặc là họ sẽ bị recall. Thì tại sao phải cần có ba người kia ra quyết định làm thẩm phán để cho phép họ nói, hay là trong không cho phép để họ trả lời tại gì? Sao tức là nếu dân không có trường hợp đấy là cái người phán quyết coi họ làm việc có đúng hay không, có đưa ra những cái xin lỗi cái điều đàng hoàng hay để trả lời tại sao nếu mà không làm như vậy thì cái người này cứ tiếp tục mỗi buổi họp họ đưa 5-7 cái điều đủ thứ chuyện thì họ sẽ bị record. Dân cử chi đó là hội đồng thành phố cho tiếp từ bây giờ cho tới 2 tháng 3 tháng 5 tháng sau record mới giải quyết vấn đề này, chuyện nó bế tắc không làm được cái gì hết. Cái đó cái trách nhiệm của người thị trưởng điều hành cái buổi họp là chuyện rất là bình thường, họ phải có vai trò làm như vậy. Và nó đã đủ mà. Bây giờ cho tôi 15 giây. Có một cái vấn đề mà khi mà anh em mình cái nhà truyền thông đi ra cái buổi họp hội đồng thành phố vào cái hôm đó thì
ông nghị viên Sergio Contreras, ông có một cái tuyên bố, ông nói với là ông thị trưởng Tạ Đức Chí rất là lâm ly bi đát. Ông nói là please please, ông nói là ông thị trưởng Tạ Đức Chí, ông đừng có damage cái legacy của ông. Tại sao? Vì một cái ông kia mà ông gọi là punish tôi, đúng không? Tại vì một cái ông kia quậy mà cuối cùng ông không có cho tôi một cái cơ hội là tôi đưa cái một cái vấn đề gì đó vô trong nghị trình. Đó là cái mà Nam Quang thấy là cái nghị quyết đó nó không có đúng đó. Nhưng mà thưa Nam Quang, nghị viên Sergio Contreras nếu có ý kiến gì tốt xây dựng cộng đồng sẽ nhân văn cứ đề nghị, và những người này đã đề nghị họ vẫn được cứu xét, họ vẫn đưa đề nghị, thế thì không có gì cãi nhau hết. Thế cả. Thì tôi hỏi luôn anh cho rằng là xung, tôi cũng vẫn hỏi luôn, tức tại sao cái nghị quyết đó nếu nói rằng là nhắm về ông tài đỏ mà chỉ có ông Contreras ổng lên tiếng mà hai nghị viên còn lại không lên tiếng, có nghĩa rằng phải chăng là hai nghị viên còn lại đã yên tâm rằng là họ sẽ không bị rơi vào trường hợp không phải đâu, họ nghĩ đâu. Tôi được đắc cử đến đây tôi chỉ làm việc tốt cho cộng đồng, cho cư dân, thì nếu tôi làm tốt tôi không sao hết, nếu mà tôi làm sai họ không chấp thuận cho tôi đưa lên nghị trình thì tôi cũng phải chịu. Như vậy tôi nghĩ như vậy là suy nghĩ rất là bình thường, cái mình như vậy là suy nghĩ kiểu không có tuyệt đối, không có gì tuyệt đối hết, không có gì tuyệt đối hết. Nếu như mà hai người nghị viên kia mà cũng có một cái lời nói chuyện với lại ông phản đối giống như là ông Contreras có, thì mình có thể mình nghĩ là nó có cái chuyện gì đó. Bây giờ thì anh lại làm assume rồi, anh assume là đứng về phía đâu, sao mà tất cả đều đóng cửa. Tất cả mọi người phải assume là phải biết chắc rằng tự do dân chủ không có gọi là lawlessness, tức là không có giới hạn. Nó phải có cái luật là thế thì thưa luật sư, tại sao trong trường hợp này tất cả bốn dân cử đều không có cái quyền tối thượng như là ông thị trưởng thì ông lại bị gọi là miễn cái phần đó, không cần phải ba người mà ông muốn ra là không có công bằng. Tôi không biết họ suy nghĩ cái gì về cái chuyện này, nhưng mà tôi nghĩ một lý do tốt của chuyện đó là tại vì hội đồng thành phố cũng rất là nhiều chuyện khẩn cấp xảy ra, chuyện bất thường nó xảy ra, cho nên phải có một người có cái khe hở đó để họ làm cái chuyện đó được. Tại nếu không đó, cộng đồng Việt Nam của mình bị thiệt thòi. Tôi nghĩ rằng phần lớn cộng đồng Việt Nam bị thiệt thòi. Chứ không phải là cộng đồng Việt Nam của mình hay biểu tình nổi hứng á, nên biểu tình là phản đối là lẽ lọc rất là nổi. Chứ không phải là vì không có theo mấy quy trình. Chứ không phải là vì họ lo rằng là cái cuộc bầu cử sắp tới đây năm 2020 khi mà một trong ba người bị mất phiếu về cái phía bên kia, có nghĩa là khối ba người đang đa số sẽ trở thành thiểu số, thì lúc đó sẽ không còn được nói nữa, dù cho cái nhiệm kỳ của thị trưởng Tạ Đức Chí cho tới năm 2022 đi nữa, nếu không có cái quyền tối thượng đó thì là sẽ không, cũng không còn có. Cho nên cái đó không có đúng, là tại vì nó không, đa số họ đổi luật, họ cancel cái luật đó, họ hủy cái luật đó, họ đổi lại tất cả gân vỡ lại lành, tức là trở lại cũng như họ vẫn có thể làm được. Cái đó là cái quyền tuyệt đối của hội đồng thành phố, cái quyền tuyệt đối của họ, nó có điều hành buổi họp, họ có cái trách nhiệm đó, họ làm cái đó. Thì nếu mà đương nhiên hội đồng thành phố thì mỗi người ý kiến khác nhau, khi mà có bất đồng ý kiến khác nhau thì họ phải dùng cái phiếu đa số thắng thiểu số. Anh không thể nào nói dân chủ mà cho cái quyền thiểu số quyết định mọi chuyện, không có làm như vậy được. Cái đó là rất là vô trách nhiệm. Anh để một người gọi là tự động muốn nói gì nó không bị giới hạn, cái đó rất là vô trách nhiệm. Anh cho phép hỏi với lại chúng tất cả mọi người làm, tất cả mọi người theo cái khuôn khổ đó. Cái mà cũng sao? Phải hỏi luật sư một câu nữa, có liên quan tới đề tài đó không, có liên quan đến những cái người tạo ra cái đề tài này chứ, phải có liên quan mình mới nói. Vậy mời anh Khải. Nếu mà nói vậy hóa ra không những mình coi thường cử tri, coi thường đồng hương, mà mình coi thường luôn bốn nghị viên kia nữa. Có nghĩa là nếu mà trường hợp khẩn cấp quá, đúng không ạ, để mà giải quyết đáp ứng nguyện vọng của đồng hương, đồng bào, cư dân, chuyện hợp lý chỉ có ông thị trưởng mới quyết định được, mới làm đưa rồi. Còn bốn người viên có không có quyền đưa vô cái nghị trình thôi, có quyền đưa vô cái nghị trình thôi chứ không phải là quyết định. Luật không đưa nói, nghị trình luôn. Luật sư đã muốn nói đưa nghị trình phải đủ ba người mới được đưa vào. Đúng không? Ông thị trưởng cái đó. Ông thị trưởng. Có nghĩa là bốn người kia không có khả năng, không có cái quyền để mà làm đu đủ lại thì nó anh diễn giải và ông thị trưởng, anh diễn giải họ không khả năng, không có nghĩa là không làm được. Nó anh nếu anh thấy cần thiết mà anh không làm được thì nếu mà cái đề tài nữa thì họ cũng đồng ý thôi. Tại sao vậy, mình cứ phải nghĩ là phải có một người thị trưởng. Nếu không làm như vậy thì có một người tắc quái, họ sẽ tiếp tục tắc quái, họ tiếp tục phá hoại cái này. Đó mục tiêu của cái lực lượng này, để ngăn cản trường hợp đó. Cái đó không có gì là phản đối. Thầy đang nói không có gì. Nếu anh tự tin là anh làm cái điều đúng, đưa ra cái điều đúng, sẽ được hai người còn lại thì không anh không cần cái quyền ưu tiên đó, anh cũng đủ thuyết phục hai người còn lại
trong cái khối của anh, dù là hai người đó hiện nay là bà Kim Lee Ho và Charlie hay là những người khác trong tương lai đi nữa, nếu mà đã là tự tin rằng là cái điều mình làm đúng thì mình thuyết phục được những để có ba phiếu giống như mọi người khác đều phải cần. Những vấn đề là vẫn đúng, anh Hoàng Vinh Lâm nó đúng. Nếu anh có ý kiến gì tốt xây dựng hàng gắn mọi người, tôi đã nói mọi về cái chuyện mà là cái bất hợp lý trong cái việc mà ông thị trưởng có cái quyền đó mà các nghị viên còn lại không có quyền đó, thưa luật sư. Tôi nói là quyền đó là tại vì phải có cái khe hở, lỡ mấy có chuyện bất thần thì làm sao, ok? Thì trưởng tạp chí một, tôi nghĩ là họ cũng nghĩ tới cái chuyện lỡ mấy Việt Nam cần cái gì bất tử thì làm sao, thì họ có cái điều làm như vậy. Và trong, nếu trong hội đồng thành phố cũng như bất cứ cơ quan nào, họ rất nhiều luật lệ, rất nhiều luật lệ chi phí, khi nào anh được nói, khi nào anh được lên, khi nào được trình bày, khi nào được bỏ phiếu, cái này đủ thứ luật lệ hết trơn. Rồi cái luật lệ này cũng là luật lệ, không phải là cái này sáng kiến của thành phố chúng ta, đây cái chuyện rất là bình thường của nhiều thành phố kia. Rồi mọi người phải chấp nhận cái ý kiến rằng tự do, dân chủ, bình đẳng, bình quyền không có nghĩa là không có luật lệ ràng buộc. Ok, so phải chấp nhận cái ý kiến đó. Từ cái đó mình mới chấp nhận rằng ok, mình được quyền nói nhưng mà phải trong cái khuôn khổ của mình. Cho dù mình có cái tự do ngôn luận, mình phải trong cái khuôn khổ là đừng có mạ lị người khác. Mình được tự do ngôn luận nhưng phải có cái chỗ, cái nơi nói mới được. Không có tự nhiên chạy vào cái nhà thờ, chùa người ta la lớn lên như vậy là không có được. Ok, mình có cái tự do phát biểu, tự do hồi hộp đó. Không có nghĩa là anh vô nhà tiệc cưới người ta tự nhiên chửi người ta như thế đó. Anh không có làm như vậy được. Thành ra nó có cái luật lệ chứ không phải là không. Xin phép anh Lâm, anh Khải Đào. Cho cái này không phải là cái câu hỏi cho luật sư Nguyễn Quốc Lân, nhưng mà cái này là cái suy nghĩ của Nam Quang thôi, thì không biết là mấy anh có đồng ý không, nhưng mà Nam Quang nghĩ là cái nghị quyết đó được đưa ra đó là vô hình chung là cái ông thị trưởng ông cho ông một cái quyền là ông có thể đưa ra những cái chương trình gì đó vô trong cái nghị định, là không có cần biết là bây giờ là những cái người sau này đi lúc mà được bầu vô có là phe của ông hay không, ông không có cần phải ba phiếu, chỉ một mình ông là được rồi. Thì đó là cái mà một trong những cái mà Nam Quang nghĩ là ông rào trước là như vậy. Ok, bây giờ cho Nam Quang hỏi quick một cái câu này với luật sư Nguyễn Quốc Lân, thì cái trong những cái chương trình YouTube vừa rồi của ông Hoàng Kiều thì ông có dùng cái chữ gọi là thiến, ông nói là ông thiến hết mấy cái ông kia, ông có đưa ra tên tuổi đàng hoàng, thì ở cái chuyện thiến đó Nam Quang biết là nó là một cái hành động rất là khủng khiếp đó. Nếu mà anh đe dọa mà anh thiến một cái người khác, tại vì cái khi mà anh mua bảo hiểm nhân thọ mà anh mà bị cắt cái đó đi của anh á, là cái đó là họ coi như là anh chết rồi, họ đền cho anh full policy luôn. Hoặc là anh cắt một cái người của người nào đó thì á, là anh sẽ bị tội là giết người đó, chứ không có phải là anh phải giết người đó, anh cắt cái của quý người ta là đã là phạm tội giết người rồi. Thì ra cái chuyện mà đe dọa người ta bằng cách là thiến như vậy đó, mà thiến một loạt là mười mấy người luôn, thì là mình có bị liệt kê vô cái dạng gọi là hình sự không thưa anh? Tùy theo mỗi người nhận diện như thế nào nhá. Người nhận diện họ cảm thấy là họ sợ, họ phải đóng cửa, họ sợ mấy người là không đến gần mấy người này, họ sợ gặp lính an ninh cận vệ bảo vệ ăn cửa mấy người này, thì nếu họ có cái sợ đó là reasonable, chính đáng, yes, họ có thể báo cáo với cảnh sát là yes, tôi sợ bị thiến thật. Nha. Có những người họ coi cái chuyện này chuyện đùa giỡn, vô ý thức, vô trách nhiệm thôi, thì họ coi cái đó chuyện đùa giỡn, cái đó thì không sao. Tôi cảm thấy cái chuyện này là thiếu văn minh, thiếu tư cách, nó không có đúng trong cái diễn đàn nói chuyện. Người giống như là thí dụ mà bây giờ tôi coi cái chuyện như vậy, tôi không nghĩ là Hoàng Kiều thì dám, tôi không nghĩ ông này có cái gan làm cái gì hết trơn á, nhưng mà tôi không nghĩ là gửi ai đi thiến trùng xẻo ai, cái đó tôi không nghĩ như vậy. Nhưng mà cá nhân riêng của tôi, có nhiều người họ suy nghĩ khác, cái đó tôi không có biết được. Tôi chỉ nhận diện cái đó cũng giống như một cái tuyên bố của ông Tài Đỗ về thành phố Hồ Chí Minh, Westminster là thành phố Hồ Chí Minh, anh thấy không, những cái lời tuyên bố như vậy nó ở một cái người thường ở trên bàn cà phê rồi này nọ thì mình có thể là mình nghĩ là nó không có đáng sợ, nó không có ảnh hưởng, nhưng mà ở một cái người mà họ có một cái vị thế, họ có power mà họ nói những cái câu như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái người khác. Vâng, nó khác nhau như hồi nãy tôi nói đó. Cá nhân tôi biết cái chuyện này sẽ không bao giờ thành, tôi biết sẽ không nên nữa. Nhưng mà tôi coi cái tuyên bố thành phố chúng tôi hiện nay là thành phố Hồ Chí Minh là vô trách nhiệm, là ẩu tả, là coi thường cái mục đích, cái chính nghĩa đấu tranh chống cộng, chống Hồ Chí Minh,
của cộng đồng Việt Nam của mình. Tôi coi cái đó. Nhưng mà có nhiều người họ thấy khủng hoảng chứ. Họ thấy tự nhiên bây giờ ông nghị viên thành phố dám tuyên bố ngang xuyên như vậy mà không có một cải chính gì, chữ to, chữ bự. Rồi đó là thành phố Hồ Chí Minh thì họ thấy họ sợ chứ. Nghĩa là người Việt Nam họ sợ chứ Hồ Chí Minh. Không phải là Hồ Chí Minh làm cái gì, chả làm gì cho họ đi chơi, họ ở đây không làm nhé. Nhưng mà họ thấy cái chữ Hồ Chí Minh họ sợ, thấy cái hình Hồ Chí Minh là họ traumatized, họ sợ, họ bị khủng hoảng, họ bị nightmare. Cái chuyện như Trần Trường treo cái Hồ Chí Minh trong cái khu phố Bốn Sát chả là cái gì hết, nó không ăn thịt ăn cá gì ai hết trơn. Nhưng mà có nhiều người họ sợ, họ bị mất ăn mất ngủ, họ sợ cộng sản xâm nhập, là rất chuyện chính đáng thôi. Tôi nhau mỗi người một cái suy nghĩ khác nhau, tôi không thể nào nói cái đó là quá đáng, là vô lý được. Tôi phải chấp nhận là những người có, và tôi nghĩ rằng cái khi nhắc tới chữ Hồ Chí Minh, nhắc tới hình tượng Hồ Chí Minh, cho nên mỗi người Việt Nam có cái phản ứng khác nhau, và tôi có phản ứng khác. Tôi không có sợ chệt những cái, tôi biết cái chuyện như vậy, nhưng mà tôi cảm thấy quan tâm là cái chuyện tuyên bố như vậy nó rất là vô trách nhiệm, và tôi sợ rằng một người nào đó, một ngày nào đó khi chúng tôi vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền, họ nói rằng Hồ Chí Minh là vẫn được làm này, Hồ Chí Minh vẫn được tuyên bố kia, thì nói ra là Hồ Chí Minh là cái chuyện cười, là cái chuyện giỡn, là cái chuyện đấy. Cái đó là cái tôi sợ cho những ngày sau, để lúc cần đó tôi cần dùng cái tên Hồ Chí Minh để nói rõ cái tệ dạng của Cộng sản Việt Nam như thế nào. Tôi sợ là sẽ có người dùng cái này nói thành phố của anh tôi bây giờ thành phố Hồ Chí Minh rồi. Tôi giải thích như thế nào về cái chuyện đó? Bây giờ tôi muốn hỏi qua một cái nghị quyết khác của thành phố Westminster, vốn rất là nhiều nghị quyết. Một cái nghị quyết cách đây cũng không lâu, có lẽ khoảng 6 tháng, do thị trưởng Chí Tạ và nghị viên Tyler Diệp, lúc đó là nghị viên, bây giờ đây là dân biểu của tiểu bang, đưa ra với cái nội dung rằng là những người nào, những cơ sở thương mại nào trong thành phố Westminster nếu muốn tổ chức một cái sự kiện nào đó thì và nghĩ rằng cái sự kiện đó có thể tạo ra cái việc biểu tình chống đối thì phải báo trước cho lực lượng cảnh sát của thành phố, báo trước cho thành phố trước 10 ngày. Nếu không cái sự kiện đó tạo ra cái sự biểu tình, thì nếu cái việc biểu tình đó nó tạo ra cái phí tổn, thì chính cái cơ sở thương mại bị biểu tình đó sẽ phải trả tiền cho thành phố, phải bị thành phố tính bill trả tiền, chứ không phải là cái người, những người biểu tình là người gây ra. Thì cái nghị quyết đó đã có cái sự bình luận thuận và chống rất nhiều, trong đó có kể cả những cái ý kiến cho rằng là nghị quyết không thể thi hành được, và cũng như là có sẽ tạo ra rất là nhiều những cái vụ kiện cho thành phố nếu cơ sở thương mại đó bị thì họ có thể kiện. Thì luật sư Lân đứng trong cái góc độ pháp lý thì luật sư thấy như thế nào? Và nên nhớ là cái đó chỉ là cái nghị quyết nói cảnh báo cho người biết là hey, chúng tôi báo cho quý vị thương gia phải cẩn thận như vậy. Cái chuyện này chuyện chính đáng của thành phố, họ cần phải lo. Nếu mà có biểu tình, họ phải biết trước cái biểu tình đó là ai, ai gây ra, ai làm cái gì, họ cần biết trước để họ chuẩn bị cảnh sát của họ, họ có cần kêu tiếp ứng của các đơn vị cảnh sát khác hay không, đó họ cần phải có cái plan đó. Đùng cái tự nhiên nói có cái biểu tình ở đây mà bây giờ họ phải kêu bao nhiêu cảnh sát overtime, họ kêu lực lượng cảnh sát vô, cái này rất tốn tiền rất nhiều, thành phố rất là nhiều. Và thành phố cần phải trách nhiệm, các vị thương gia kia hay quý vị muốn làm cái đó phải nói tôi biết trước để tôi sắp xếp mọi chuyện. Nếu mà quý vị sắp xếp mọi chuyện trước đó thì cảnh sát có thể không bill cho họ. Anh chỉ cần anh lôi một người Hồ Chí Minh vô đây, anh diễn ca nhạc cái đó, tôi không nói tên là ai, tôi nói nhiều Hồ Chí Minh là tại vì tôi nghĩ là an toàn, để tôi nói là Hồ Chí Minh. You know, anh phải biết rõ là cộng đồng ở đây làm cái gì. Thì ra nếu mà báo trước thành phố thì không sao hết. Nếu báo trước thành phố là yes, Hồ Chí Minh sẽ bị diễn ca nhạc ở đây ngày hôm nay thì cái đó không là cái vấn đề. Nhưng anh biết làm cái chuyện đó mà không báo cho tôi biết, hey, tôi có thể gửi bill cho anh. Còn cái chuyện mà đòi được cái bill không, cái là nhiều cái tôi khác nữa. Cái đòi cái báo trước hay không báo trước có thành vấn đề hay không, thưa luật sư? Một khi cảnh sát tới, đó là đã là cái sự phí tổn của thành phố rồi. Thì chứ anh, cảnh sát họ nhau kêu 1-2 xe đến thì có nó dễ dàng, không là vấn đề. Còn 5-7 xe mà cần kêu tiếp ứng của cơ đơn vị cảnh sát, nó không phải đơn giản như vậy. Mà khi mà một thành phố mà kêu emergency, tất cả các đơn vị khác trình diện đến đây ngay, tất cả nơi khác họ bỏ hết cái cơ quan của họ, họ định nhập vào đây. Nếu mà có chuyện cần làm như vậy, họ sẵn sàng họ làm như vậy. Mà khi làm như vậy, họ đâu có về không, họ gửi lại cái bill cho cảnh sát Westminster, họ nói rằng hey, cái bill của tôi gửi overtime, tôi làm cái chuyện này. Rồi, thành phố đã e cổ ra trả tiền rất là nhiều cho những trường hợp như vậy. Còn cái vấn đề thí dụ như trong những trường hợp
những cái người biểu tình họ cảm thấy không ưa một cái cơ sở thương mại nào đó, thí dụ như là một cái cơ sở thương mại làm về vấn đề di trú, bảo lãnh người ở Việt Nam qua, du học sinh qua, hay là gửi tiền về Việt Nam vân vân. Họ tạo ra một cái nhóm biểu tình mà họ có thể làm ngày này qua tháng nọ, 10 ngày, 20 ngày, một tháng, vài tháng trước cái cơ sở thương mại đó, và tạo ra rất là nhiều cái phí tổn của cảnh sát vân vân. Thì phải chăng cái cơ sở thương mại đó vẫn phải chịu không có. Nếu mà cơ sở thương mại biết trước có những nhóm biểu tình này, họ hẹn ngày đó giờ họ sẽ đi meeting đó nói cái làm sao mà có thể cơ sở thương mại họ có thể nếu mà không biết thì không biết thì sao. Họ nghị quyết này chỉ nói là nếu anh biết trước như vậy, tức là anh gây dựng cái này anh phải nói cho biết trước để họ chuẩn bị cái đó. Anh không biết trước không có sao hết. Nếu không biết trước anh đùng cái tự nhiên cái mấy người này họ rủ nhau đến meeting không có sao chuyện hết. Biết trước cái công thành phố đó là một vấn đề chủ quan, thưa luật sư. Biết rằng cái người đó gửi bao nhiêu tiền là sẽ bị biểu tình, bảo lãnh nhân vật nào ở bên Việt Nam qua là sẽ là bị biểu tình, thì cái đó là nó là đứng ở cái phía trái banh đó, nó nằm ở bên cái phía người biểu tình, và cái người biểu tình đó sẽ tạo ra cái thiệt hại cho người cái bị biểu tình. Đừng một cái đi. Ai xách dù xách chiếu đi đến biểu tình chỗ nào đó, cảnh sát vẫn bảo vệ, không ai nói là cái vấn đề. Chỉ vấn đề cái là cái ông chủ tiệm di trú này chọc giận cái gia đình nào đó, ok, họ biết trước cái đó là hẹn nhau hồi biểu tình đó. Thì tôi nghĩ nếu mà họ có biểu tình của họ, thường thường trong cái nghị quyết nói là mấy chục người gì đó nghe, là 5-7 người, chứ cần 5-7 người chắc không là vấn đề. Chứ 5-7 người có biểu tình hàng loạt như vậy thì nếu mà chọc giận người ta, nếu mà khiêu khích người ta như vậy mà biết trước hồi biểu tình, thì tôi nghĩ là nên nói cảnh sát. Chọc giận, thưa luật sư, cái chuyện chọc giận nó thuộc về cảm xúc. Có thể một chuyện đối với người khác là một người là bình thường, nhưng đối với người nào khác thì cái chuyện bình thường nó là dễ giận, và dễ giận dẫn tới biểu tình. Luật sư nghĩ rằng là cái luật đó nó có thể làm cho e ngại các cơ sở thương mại hoặc là các sự kiện muốn tổ chức ở thành phố Westminster, nó sẽ làm cho cái người muốn tổ chức họ đi qua thành phố khác, thì chính thành phố Westminster sẽ bị những cái thiệt hại không đáng có về cái việc đó. Vì nhưng mà từ cái quan điểm policy, từ cái quan điểm chính thành phố Westminster, tôi nghĩ họ còn không muốn có những cái hội họp biểu tình tiệc tùng gì mà cứ gây biểu tình họ cũng thích. Nếu anh muốn đi qua thành phố khác đi làm cái tiệc đó thì cũng tốt thôi. Cho thành phố Westminster thì cảm ơn cái đó. Tôi không có nằm trong quyết định là phát triển thành phố, phát triển kinh tế, cái đó tôi không biết. Mà tôi nghĩ rằng cái nghị quyết này chỉ nói một câu thôi, là nếu anh xách động cho người nào, gây dựng cho người nào biểu tình như vậy đó, anh nói chúng tôi biết để chúng tôi chuẩn bị lực lượng của tôi để đối phó. Giả dụ như Khải đi vô công rỗi nghề, Khải cắt cớ đi. Bây giờ giả dụ cái người đó hoặc nhiều cơ sở đây họ không có lỗi gì hết, nhưng mà giống như anh Lân nói, Khải có thể kiếm bất cứ viện, bất cứ cớ nào, suốt ngày Khải đi kiếm chuyện, Khải biểu tình, đúng không ạ? Giả dụ giống như nói bây giờ ca sĩ đó, có biết bao nhiêu ca sĩ ở đây, bây giờ Khải cũng lên Khải nói ca sĩ đó, Khải chính ra bằng chứng để mà Khải xách động kéo mấy anh bạn giang hồ homeless của Khải ví dụ vậy đi đứng biểu tình. Rồi nếu vậy thì làm sao, trách nhiệm ai chịu nếu mà trở thành mấy trăm người, mấy chục xe cảnh sát phải đến? Nếu mà có biểu tình thường xuyên chuyên nghiệp như vậy thì tôi nghĩ cảnh sát sẽ tìm cách đối phó. Cái trách nhiệm cảnh sát cho mà trách nhiệm của cư dân đó, trách nhiệm của cái nghị quyết này chỉ nói rằng nếu quý vị làm cái gì mà xách động người ta biểu tình đến mức độ như vậy, quý vị nên nói chúng tôi biết để chúng tôi chuẩn bị lực lượng. Chứ nếu quý vị không báo chúng tôi biết đó, hey, tất cả tiền bia từng đó là tôi có thể bia quý vị đó, họ chỉ nói như vậy thôi. Còn những ai có biểu tình chuyện bình thường, cảnh sát vẫn có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của mọi người anyway. Tôi bảo đảm với Hoàng Khải, nếu mà anh xách cái cờ đỏ cờ vàng gì đó ngoài kia mà cứ ai bu quanh anh, cảnh sát sẽ đến bảo vệ cho anh, hộ tống cho anh như là VIP. Cái trách nhiệm đương nhiên cảnh sát họ phải làm như vậy, cho dù anh báo trước hay không báo trước gì với cảnh sát. Câu chuyện của chúng ta tới đây cũng khá dài rồi, thì sẽ tạm ngưng. Ghế nóng thì lúc ra đây thấy nóng rồi. Có nóng không luật sư? Có nóng. Ông Hoàng Kiều trước đây đã khai trương cái chương trình ghế nóng, nhưng luật sư Nguyễn Quốc Lân mới là thực sự ngồi trên cái ghế nóng màu hồng như thế này. Chương trình ghế nóng chắc chắn là sẽ trong thời gian tới sẽ còn mời gọi tất cả nhiều những cái tiếng nói khác nhau, nhiều quan điểm khác nhau tham gia cũng như là chia sẻ với mọi người. Cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân, cảm ơn hai đồng nghiệp anh Nam Quang và anh Khải Đào đã tham gia rất là sôi nổi ngày hôm nay, và hy vọng mọi người sẽ thích thú đối với chương trình này, đối với nội dung của chương trình này, đối với những khách mời của chương trình này. Câu chuyện của chúng tôi chấm dứt ở đây và xin hẹn gặp lại trong những lần tới. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Cảm ơn anh Lân, anh Khải Đào với lại anh Nguyễn Quốc Lân. Cảm ơn quý vị đã cho tôi có cơ hội đến đây. Cảm ơn Nam Quang, anh Vũ Hoàng Lân và cũng như anh Khải Đào
Tôi biết tôi thích. Quên trước khi ta chấm dứt thì cũng phải hỏi luật sư cảm xúc lên ghế nóng như thế nào thưa luật sư. Tôi cảm thấy là rất là sòng phẳng. Các anh rất là thẳng thắn, các anh chấp nhận có cái sự trao đổi quan điểm. Cho anh không có nổi điên lên khiến tôi thì tôi nghĩ điều đó rất là tốt, mà tôi nghĩ là trong cái tinh thần này mình rất là tôn trọng lẫn nhau, mình phải nhìn nhận là có nhiều ý kiến khác nhau, đối nghịch đối chiều nhau, nhưng mà tôi chưa ai thấy ai nói tôi là sai, mà tôi cũng chưa dám nói ai là sai. Mình có ý kiến khác nhau nhưng tôi nghĩ đây là điều rất là tốt. Tôi rất là hãnh diện có sự trao đổi rất là thẳng thắn với quý anh trong ngày hôm nay, và tôi nghĩ là tôi rất là vui có cơ hội tham dự. Mọi chuyện tôi làm đúng hay sai, tốt hay xấu, cái đó tôi chờ để quý vị khán giả quyết định cái chuyện đó thôi. Về mặt nhiệt độ thì sao ạ? Cái nó hơi nóng tại vì... bây giờ đề nghị anh Lân phải tắt cái bếp ở phía dưới cái ghế của anh Nguyễn Quốc Lân đi. Rất tiếc là cái ghế này nó không có cái nút injection như vậy mà nó phải lại nhảy lên. Dạ vâng, Khải cũng cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân đã cho Khải có cơ hội để tham dự chương trình, cũng như cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân đã thẳng thắn trả lời câu hỏi, và cũng như cảm ơn anh Nam Quang cũng tham gia chương trình với Khải. Và xin thân ái kính chào.